sẽ có lúc đôi ta nhận ra không thể thiếu vẫn nhau, vẫn nhau. Bước trên chặn đường mới cùng nhau, bàn tay nắm tay. Bước trên dòng đời hãy nghĩ về nhau. Bước trên dòng đời hãy nghĩ đến nhau. Ta dù trên bờ vai nhau mỗi ngày, hãy hướng thật xa về tương lai kia. Em tự như ngồi sóng trong ai, hãy nắm thật chặt đôi tay anh nhé. Hãy nhắc tên anh từng cơn mơ, hãy nhắc tên anh từng nỗi nhớ. Hãy nắm tay anh cùng đi, đi cùng anh. Yo! Đi cùng anh không? Một cảm xúc chỉ dành cho em, một thứ đó là yêu. Bên em chỉ toàn là hạnh phúc, đôi cười duyên dáng với nét mặt yêu kiều. Nắm tay em đi vòng quanh thế giới, trên quãng đường đó để hâm nóng tình yêu. Cùng nhau ta bước đến tận cuối đời, ta như là một khoảng thời gian ta đã yêu. Ta hãy cùng nhau đi, cùng nhau đi tiếp để kết thúc những con. Hỡi tắt nhạc đi. Vô luôn. Ê, từ từ. Ủa nhà tên đâu? Hello, năm trăm anh em và chào mừng năm trăm anh em đã quay trở lại với kênh livestream của tôi. Hello anh em nha, hôm nay của anh em như thế nào rồi? Thi cử sao rồi mọi người? Nghe bảo đâu là dạo gần đây anh em sắp thi rồi đúng không? Nhưng mà tôi thì hỏi, tôi không có thi, nên là tôi khỏe đó, có anh em khổ thôi. Nhưng mà tôi vui lắm, anh em khổ tôi vui nha. Đây tôi bay hành tôi khổ nhiều lắm rồi nha. Hôm nay là tôi định là sẽ có một cái chuỗi kinh doanh, anh em hiểu không? Tôi đang định là có một cái chuỗi kinh doanh liên tiếp, liên tục lập chiến công, mọi người hiểu không? Liên tục có những chuỗi kinh doanh qua những ngày đều để mình có tiền để mình chăm lo cho gia đình, phải không? Nhưng mà tự nhiên cái hôm nay cái đứa nào gửi tôi đi sở thú à? Nãy nào gửi tôi đi sở thú gì tên Juno Mali á? Má, hôm bữa tao vừa, hôm qua tao vừa mới tìm hiểu xong, tao tưởng đâu không cái hữu này nó giải trí mọi người. Tao tưởng đâu cái sở thú này vô là mình sẽ có được cái chuỗi ngày giải trí sau những cái chuỗi ngày stress vãi cước khi mà mình đang kinh doanh buôn bán, mọi người hiểu không? Nhưng mà đéo. Mình đi sở thú giải trí để bị thú giải trí, mọi người phải chưa? Game kinh dị nha. Nào còn đồ chơi game ma nữa. Game này game kinh dị nha mấy ba. Game này game kinh dị nha. Hôm nay tôi nói trước luôn, game này game kinh dị nha. Nên là anh em nào mà có những cái tiền sử bệnh tim, hay là có những cái mà tinh thần bất ổn khi mà gặp những cái con gọi là dị hợm, những cái con người không ra người mà thú không ra thú, thì mọi người không nên có game này nha. Dạ. Bạn nào mà có tiền sử mà gặp mấy con này mà có những cái biểu hiện lạ thì mọi người có thể không coi video này ha. Không coi livestream này nha mọi người. Cảm ơn em nhiều. Rồi, chào bạn Mi chưa có bột. F.A. Nó làm gì đặt tên nó lên livestream tôi là có ý đồ gì? Hả? À, hôm qua được, hôm qua thấy bạn nào được lên chạy hàng xong rồi được gọi là mai mối bạn trai đồ, giờ là bài đặt tên vậy để được mai mối phải không? Không. Chào bạn Mi chưa có bột nha. Chào bạn đến với cái livestream của mình. Chào bạn Bachira Murugu. Chào bạn Jin, Du Jin Fatigo. Chào bạn Văn Tình Nguyễn. Ê, cái kênh chat của tôi hôm nay bị diễn mọi người. Tôi dán vô không được mọi người ơi. Ủa sao tôi dán kênh chat của tôi vô đó? À, đây. Trời ơi. Phải bị lắc má. Ủa phải bị lắc không? Ủa đúng kênh chat chưa vậy? Ờ đúng rồi. Chào anh, chào em nha Phúc Nguyễn ơi. Chào bạn Hana luôn nha. Chào bạn Bi, chào bạn Hằng. Thôi, nói chung là sẽ không đỡ anh em chờ lâu nữa mọi người ha. Hôm nay chúng ta sẽ đi sở thú. Rồi, chào mừng anh em đã đến với sở thú Unomaly. Để mình bật cái top lên cái. Rồi, anh em nào đang ngồi chửi tục chửi thề là anh em nào đang ngồi nói những cái câu mà nó vô văn quá thì anh em có thể là tắt liền nha. Anh em không có được chửi tục nha, đang like top đó, like top mà anh em chửi tục là tôi bị ban like là tại anh em đó nha. Rồi, chào mừng anh em ở trên top thì sau cái chuỗi ngày mà chúng ta đã làm ăn kinh doanh thất bát lỗ lên lỗ xuống. À, bị thằng nhân viên gọi là đi, mặc dù mình là sếp, thì hôm nay chúng ta sẽ được có một cái vé đi du lịch nghỉ dưỡng tại một cái sở thú được mang tên là Unomaly ha.
Thì khi mà anh em vào trong cái sở thú này á, anh em sẽ có được một cái đặc quyền như sau. Một là anh em có thể được thú nó giải trí anh em. Hai á, là anh em sẽ có được những cái nỗi sợ kinh hoàng mà anh em cả đời anh em sẽ không thể nào quên. Ok, và chào mừng anh em đến với sở thú Unomaly. Được rồi, và bây giờ thì sao tắt tiếng rồi. Cái nhạc em này kinh quá ba. Quá, cái nhạc em này kinh quá ba. Vô nha, anh em lót chép ngồi nghe thẳng lối nha. Thấy game này cũng hot dạo này, đúng rồi, game này hot, tụi bay mới bắt tao chơi đó. Trời ơi, hôm qua tao tìm hiểu tao tưởng đâu game này game vô chơi, chơi giải trí hay không nha má. Game này vô là game bị thú nó giải trí nha. Đề kỳ này rất dễ nhưng mà dễ thở oxy. Không em mà, đề kỳ này rất dễ cho giáo viên. Rồi thôi vô nha. Xếp ghế, lấy bánh, lấy trà nha. Ngồi xuống rồi từ từ chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch sở thú Unomaly, ok chưa? Được rồi, new game luôn, chưa có chơi, new game. Mission Brick, cái Brick là Mission, là cái Brick nhiệm vụ. Welcome to Record gì đó. Cái sở thú này bị chiếm bởi những cái con monster, những con quái vật đến từ chuyện không gian tên là Blumoda. Chữ này nó chạy nhanh quá vậy. Có ai đó đã phá hủy chìa khóa của cái cánh cửa mà để cho mấy thú qua, và chia làm 20 mảnh và chia nó ra tất cả chia ra xung quanh cái sở thú này. Và đó là cái nhiệm vụ của chúng ta hôm nay, là sẽ thu thập 20 cái mảnh này. Trời má, tao thu thập 3 mảnh thôi là tao muốn nghĩa chảy rồi, bây giờ nó bắt tao thu thập là 20 mảnh. Má thiệt chứ. The Bloom Bang e supply you will đây là một cái công cụ để giúp chúng ta có thể phòng thủ và phát nổ. Ít tao vào phương đó screen will allow you see in the nó sẽ cho chúng ta thấy những cái thứ tàng hình đến từ Blumora. Yamat. Ủa nó hướng dẫn để cho mình đọc hả ta? Ôi tao chưa kịp đọc luôn á, cái mắt của tao lướt không kịp luôn á ba. Trời ơi, đã nổi danh ở trên YouTube là một cái thằng rất là ngu tiếng Anh rồi. Hiểu không? Là mình ngu tiếng Anh mấy năm trời không ai biết, tao livestream có mấy ngày thôi, cả nước biết tao ngu tiếng Anh. Thì cả nước biết tao ngu tiếng Anh thì thôi rồi, đi má bắt tao chơi cái game hả, tiếng Anh nó chạy vãi hò chạy. Vãi cứt. Rồi sao đọc kịp? Fire a light boot for your bloom bang. Tìm cánh xe cái bóng đèn cho cái bloom bang của bạn, đó là cái công cụ mà chúng ta đang cầm này phải không? Đây là cái bóng đèn của mình hả? Còn đây là cái màn hình. Ok. Sờ tay away. Use your bloom bang to destroy the barricade. Sử dụng cái bloom bang của bạn, sử dụng cái công cụ của bạn. Thôi bây giờ gọi đó là cái bloom bang thì tao ngồi gọi hơi nó bị ngượng mồm ha. Thôi bây giờ mình gọi cái này là cái camera đi, cái máy ảnh đi. Rồi ok. Sử dụng ở chuột phải không được. Cái à? Sử dụng sao? No! Ủa, hết dùng được rồi. Use the bloom spectrum screen to find which level open the gate. Sử dụng cái màn hình của cái bloom này để tìm cái cần gạt để mở cái cửa. Không phải. Đu. Là cái này. Đu. Ôi xuất à. Hồi chiêu. Là cái máy này có hồi chiêu. Má, nếu như mà nó gồng lên như vậy mà nó bắn á nha, là hồi chiêu rất là lâu nha. Thôi nhưng mà không sao mọi người ạ, nói chung là chỉ cần một lần bắn mà mình giết được một con thú là thôi mình cũng đỡ được rồi mọi người ơi. Đỡ hơn là má tao cầm cái quần tao chạy vòng vòng với sở thú tao không có gì trong tay ha. Đỡ hơn rồi. Đỡ hơn là mình không có cái gì trong tay để mình giết tụi nó là ok rồi. Ok rồi, bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta sẽ thu thập bóng đèn đúng không? Và bây giờ là tối đa là mình sẽ có được khoảng 5 cái bóng đèn. Ok, 5 cái bóng đèn đúng không? Là cái máy này phải có bóng đèn mới dùng được nha mọi người. Lưu ý nha, cái máy này phải có bóng đèn mới dùng được nha. Tom and Jerry. Ủa game này giống Tom and Jerry hả? Game này giống Tom and Jerry hả? Anh chào nè, Linh ơi, lắc anh ơi, lắc á. Ui, có bạn nào coi bị lắc không? Các bạn coi livestream có bị lắc không? Ủa sao tôi thấy tôi livestream mượt mà ta? Đâu, livestream đâu có bị lắc đâu. Sao vậy? Kính nó ổn định nè. 100 trên 100 luôn. Memory 0.2, CPU 1.79. Trời ơi, update 2000 kilobyte luôn. Sao lắc được? Có lắc hả? Lắc không? Game lắc quá, mình giảm đồ họa xuống mọi người.
Đó, tôi nghĩ là game này lắc là do đồ họa đó. Rồi ok, apply. Rồi, trời ơi, giảm đồ họa xuống cái thấy game nó vẫn vậy má. Thôi, game này nó không giảm đồ họa luôn ba. Game chơi hơi mượt nha. Game này chơi mượt á, không nhận game này chơi mượt á. Còn lát không mọi người, còn lát không? Để tôi chỉnh đồ họa lên. Rồi, à không, ý là tôi nói mấy anh em bên top á, chứ còn mấy anh em ở bên IT thì tất nhiên là mấy anh em không lắc rồi. Má anh em bên IT mượt phải cứt luôn, anh em đi giống như vậy chảy vậy đó, mượt như vậy chảy luôn, hiểu không? Rồi bây giờ là, à bây giờ mình sẽ bấm R để mình hồi đạn, mọi người. Bấm R để hồi đạn, phải không? Rồi bây giờ là gì? Open the last to get, to enter the you and find the sack. Ồ, là bây giờ là mình sẽ bắn cái này qua bên kia đúng không? Bắn được không? Đù! À, à. À, mình bắn cái này xuống thì nó sẽ dựng lên lại sau một khoảng thời gian. Oh shit bro. Má. Vừa vô là tôi đã thấy là chuẩn bị là chúng ta chuẩn bị có một cái chuỗi ngày là má đi tham quan sở thú nhưng mà phải động não ấy nha. Nào. Nào xúi dục tôi. Nào xúi dục tôi chơi cái game này. Khai mau. Từ từ để tôi chỉnh tiếng game nó hơi to mọi người ạ. Ông nào xúi dục tôi chơi cái game này khai mau. Hồi đầu á hả, rủ tôi chơi cái game này nói lời à ngon tiếng ngọt với tôi ha. À kêu cái gì à, cái game này hả, vô chơi đi anh giải trí lắm. Đi làm ăn kinh doanh thua lỗ thất bát. Vô cái game này chơi là giải trí. Nó giải trí đâu, không thấy chứ tao chuẩn bị là tao chuẩn bị trở thành cái đồ giải trí với miếng thú rồi đó. Thấy là chuẩn bị rồi đó. Rồi nhìn hiểu luôn. Rồi cái này là mình sẽ bắn cái cho cái cây này nó bắn ở bên kia đúng không? Má chuẩn bị là phải có chủ ngày động não nè. Tôi thấy những cái chức năng này chỉ có động não thôi. Chuẩn bị là chỉ có động não thôi đó. Woohoo! Let's go! Má chuẩn bị phải động não phải cứt luôn rồi đó mọi người. Trời ơi, ông nào kêu chơi game này vui đâu. Ông nào kêu chơi game này giải trí đâu. Thấy chơi game này chuẩn bị động não rồi nè. Anh không chơi trò bán hàng nữa à, trò bán hàng để hôm khác em ơi, hôm nay chúng ta đi giải trí dùng sở thú mọi người nha. Hôm qua có bạn ngủ tôi đi sở thú chơi giải trí, bạn tặng vé tôi đi sở thú, má tôi đi sở thú xong giờ cái đồ giờ vô game nó mượt bay. Đồ giờ vô game mới cảm thấy nó mượt nè. Nó mượt đến cái mức mà tao lắc màn hình tao không thấy cái gì luôn má. Rồi chỉnh đồ họa xuống tiếp. Mới cứt. Má cái game gì đâu vô mượt quá vậy? Ôi ôi chỉnh đồ họa xuống cái nó sáng trưng luôn mọi người, chỉnh đồ họa xuống nó sáng trưng luôn. Rồi bây giờ là mình phải đi thu thập mấy bóng đèn này đúng không? Ok. Gì đây? Here my children live. Đây là cái nơi sinh sống của những đứa trẻ của tôi. Ừ, là con của tôi đó. Hello anh, chào bạn nha. Chơi Webplay, WePlay. Ủa WePlay tôi nhớ là game trên điện thoại mà không nổi. Tôi chơi game máy tính mà sao tôi sao tự nhiên kêu tôi chơi game điện thoại nữa. Game điện thoại tôi làm không được nha. Hello anh em vô trễ, sao đây sao Tony ơi, vô sớm trễ gì không quan trọng, mà có coi livestream anh vui rồi. Ờ, cảm ơn bạn Tao Led đã donate cho mình một cái GG, cảm ơn bạn Khoan Ngô và cảm ơn bạn Kinh đã donate cho mình một cái bông hồng nha, cảm ơn bạn nhiều. Ủa gì đây? Kích làm bot. Đá vô đây đẹp. Oh. Má mà cái tiếng nó ghê quá bà. Ê, cái tiếng của game này ghê quá bà. Ờ, full rồi. Ê, cái tiếng game này ghê quá bà. Ê, cái đéo gì vậy? Ê, tôi vừa thấy cái đéo gì vừa đi qua bay ơi. Đang tiến về phía này đúng không? Ok. Gì đây? Má chưa gì à, tôi thấy là cái game này nó ảo mang ra ấy nha. Chưa gì là thấy sở thú mày có đéo giải trí rồi đó. Trời ơi. Gì đây? Here my children live. Nơi này là nơi của những đứa trẻ tôi sống. Ê đừng nói mấy đứa trẻ là mấy thằng nãy cao cao nãy tôi thấy nha, đừng nói thằng này nha. Này là đứa trẻ hả? Wow, cái định nghĩa một đứa bé trên cái hành tinh của ông mang này nó đỉnh quá ha. Blomora nè, cái hành tinh Blomora gì đó, má đỉnh quá ha. Ôi một đứa trẻ mà nó cao tầm đó rồi, trên hành tinh của nó một đứa trẻ cao tầm đó rồi, nó uống sữa con voi hả ta? Hay hồi xưa câu cổ. Còn đây là cái cửa mà mình phải cầm chìa khóa đúng không? Cái cửa vậy là bây giờ mình sẽ đi tìm 20 cái mảnh chìa khóa để mình mở cái cửa này. Ok. Rồi tất nhiên rồi nè, mà khi mà chúng ta vô một cái sở thú, chúng ta thấy một con thú đang sổng chuồng đi vòng vòng. Với cương vị và kinh nghiệm của một người đã từng chơi rất nhiều game kinh dị thì nhìn mặt của cái con quỷ đó là không thể nào là nó thân thiện được.
ha. Nhìn mặt nó không thể nào nó là một con quỷ thân thiện được, mà nó là chính xác là con quỷ. À, chính xác là con quỷ luôn. Ok chưa? Còn cái nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là ok, mình biết sơ sơ là mình phải né con quỷ đó ra. Mình sẽ đi một cách thật là cẩn trọng, bình tĩnh. Ok chưa? Cẩn thận. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ phải đi tìm những cái mảnh chìa khóa. Cái gì đây? Ủa? Sao có mấy cái ánh sáng này lên này? Đây là cái máy này sẽ cho mình thấy được những cái gì ta? Cái những cái đến từ. Ui. Không biết bà, không biết con quỷ nó không có thân thiện mà. Ơi, bây giờ thấy cái mặt của nó không? Cái máy này nó bắn lâu vậy. Ủa? Ủa sao ở đây? Tôi đến đâu đây? À, cái cửa đằng kia. Ồ, trong đây là sếp John mọi người à. Ê, nhìn mặt mấy con này có vẻ thân thiện hơn nè. Mình đi xuống cho tụi nó không cắn mình đâu ha. Ồ. À, mấy con này mấy con thú thân thiện mọi người ơi. Mấy con này mấy con thú thân thiện. Ê, cu. Cho tao 5 xu. Vô. Chơi bắn cá không? Vô đây cho tao giới thiệu mày những cái bộ môn của người Việt Nam hay chơi ha. Người trái đất của tụi tao hay chơi cái gì à? Tết đến xuân về là chơi gì? Chơi xì dách. Đúng không? Rồi. Ở đây luôn đi con. À, mấy cái con thân thiện tôi thích nè. Mua thuốc hồi chinh không? Không em ơi, không mua nha. Kêu rồi, 50k đi. 50k gì? Em mới học bài xong thì em vào xem like được. Ok, Hana Na nha. Cảm ơn bạn Luffy đẹp xài. Cảm ơn bạn Góc Chiêu. Cảm ơn bạn Hiếu Trồng Dương đó đến cho mình nha. Cảm ơn các ba bạn rất nhiều. Rồi, ok. Bây giờ mình làm gì đây? Ờ, từ từ, tôi thấy có mấy cánh sáng nè. Ồ. Ủa đây mảnh chìa khóa hả? Phải không? Má chưa thấy là nó hả mọi người ạ? Má theo kinh nghiệm chơi game của tôi thì cái này chỉ có thể là mảnh chìa khóa thôi. Rồi, má tao nói đúng không? Tao nói đúng không? Cái game này chơi phải giải mã. Đúng chưa? Cái game chơi phải giải mã. Giải mã ỉa chải luôn. Rồi bây giờ để đi qua bên kia là đu dây được đúng không? Đi bằng dây được không? Không, chắc chắn là không rồi. Nếu khi nào mà nó dễ dàng vậy được. Ok, thôi chúng ta sẽ chơi theo cái lối gọi là bình thường đi. Mình sẽ chơi theo cái lối giải mã game đặt sao mình chơi vậy ha. Rồi giờ bay lên đúng không? Bay lên trên mọi người đúng không? 2 3. Ê, cái thằng này như thằng hướng đầu sinh đúng không? What the fuck bro? What are you doing? Ok, một cái chìa khóa. À, vậy là mình đứng ở trong đây là cái con này nó không qua được mọi người. Má game hư cấu vậy. Cái chân nó dài mà nó qua không được cái chỗ này hả? Ê vô, what's up bro? Ủa lại gần là vẫn bị bắt hả bay? Wow. À là chỉ có trong khu vực sếp John mới không bị bắt thôi. Chứ lại gần vẫn bị bắt má. Wow. Rồi má nó đứng đó rồi, sao tao ra? À đây. Ê, có mấy chỗ khác để ra, có mấy chỗ khác đâu ra. Ok, có mấy chỗ khác để ra, có mấy chỗ khác để ra. Chẳng lẽ con gì đây? Con lấy gì vậy? Em có game vô chi nè, chơi mà anh chơi chứ sao Tony em cứ gửi lên cho anh đi. Anh đã đọc là anh chơi hết nha. Sợ không go hả? Game này hả? Trời, game này tôi thấy bình thường mọi người ơi. Game này thấy bình thường. Hôm nay là mình là bỏ kinh doanh để mình vô đây để mình để mình đi sở thú mình giải chết mà mọi người. Tại sao là phải chết đúng không? Đó, mình đi mình mang tâm thế mình sợ chết thôi. Đó, ok chưa? Nhưng mà má thấy mấy con thú này thấy căng thẳng thôi. Không có chết đâu, căng thẳng thôi. Cái mấy con thú này hơi căng thẳng rồi đó. Bữa nay thứ mấy nha? Bữa nay thứ 6 bạn ơi. Ủa đâu thứ 6 thứ 5. Thứ 5 nha bạn, hôm nay thứ 5 nha. Ở cuối có con tôm ra chào đón anh đó siêu cute. Vậy là cuối game là mình sẽ được đóng vai là Jerry đúng không? Mấy con thân thiện không ta? Bây giờ là cái điểm mình nên tới là ở trên kia.
giật cảm ơn. Hello anh trai, em vô chế và em không xem anh hai ngày sau những ngày điêu linh dí sấp mặt. Ủa nhớ hôm qua em mới vô coi mà Sunny. Hôm qua anh tưởng đâu em mới vô coi mà. Ôi cảm ơn Sunny đã donate cho mình nha, cảm ơn mọi nhiều. Trong game này mình không thể hiện những cái kỹ năng bắt cua đỉnh cao của mình được rồi mọi người ơi. Ok. Bây giờ là cái chìa khóa, đúng rồi, cái chìa khóa chúng ta nằm trên đây. Và để lên được trên đây chúng ta phải qua bên đây. Nhảy qua không? Má không qua hả? Phải qua chứ, má game vô lý vậy. Rồi này nhảy qua co chân lên. Ngồi được không game? Ơi game này ngồi được. Nè, nhảy qua nè. Co chân lên. Đó. Được chưa? Con làm mẫu lại lần nữa không? Nè, làm mẫu lại lần nữa cho coi nè. Má, bây giờ dân chơi chiên bắt cua nó có khác mọi người không? Nè, co chân lại đó. Được chưa? Con làm mẫu lại nữa không? Nè, làm mẫu lại thêm lần nữa cho coi nè. Nè, nhảy tới, nhảy qua. Khỏi ngồi hả? Khỏi còn ngồi đó. Dân chơi chiên bắt cua được chưa? Còn mát chưa? Ôi má, cái con nó có cắn không vậy? Ôi cái con nó có cắn không bà? Hôm qua em cô coi em là Sunny không năm anh à? Ủa là rốt cuộc là trên kênh anh có bao nhiêu đứa Sunny vậy? Hôm qua cũng có đứa donate cho anh tên Sunny em à. Ủa là rốt cuộc là trên kênh anh có bao nhiêu đứa tên Sunny vậy? Cảm ơn Sunny không năm đã đến với livestream của anh nha. Cái đứa mà Sunny mà làm công nghệ thông tin và kiểu làm code đó phải em không? Phải em không Sunny? Có con voi ghê lắm anh hả? Má mày ơi. Mày ơi, tao đi tới đây là tao đủ áp lực lắm rồi, tao đủ xì chén lắm rồi. Mày đừng có spoil những cái con thú quỷ gì, quỷ dữ trong game này trước được không? Tao đang bị xì chết lắm. Má, tao bị dụ vô game này chứ tao không muốn chơi đâu mày, tao bị dụ. Nó kêu vô game này chơi đi anh giải chết lắm. Mình kinh doanh thua lỗ rồi, mình vô game này mình chơi đỡ chết. Má, tao vô tao chưa gì hết, tao thấy chết hơn rồi đó. Ủa là không có lên đây hả bay? Ủa lừa hả? Ủa rồi không lên đây rồi sao lên đây lấy chìa khóa? Từ từ, chắc chắn nó phải có đường lên. Ồ, mình sẽ nhảy từ đây qua đây. Ồ. Mẹ nói là mình phải đi qua đây à? Ồ. Cái gì vậy? Cái gì vậy mọi người? Mọi người thấy không? Cái gì vậy? Em ứ anh mà em là Sunny 4 chữ chứ không phải Sunny anh à? Ồ. Chào Sunny nhà má, tại vì trên kênh anh nhiều đứa đặt tên Sunny quá, xin lỗi Sunny nha. Anh nhớ mà. Anh nhớ mấy đứa mà, anh nhớ tên mấy đứa mà. Nhưng mà má mấy đứa bay thì kiểu như là khó anh á, kiểu hiểu không? Kiểu như là kiểu mắt tự nhiên cái 4-5 đứa đặt tên giống nhau trong donate. Trời ơi, cũng nhớ tên đó nhưng mà nhớ tên này nhớ không lại được luôn á. Thiệt á. Chào Sunny nha, cảm ơn Sunny đã donate cho anh thêm một lần nữa. Quay cảm ơn bạn Đặng Quốc Lam đã donate cho mình một bông hồng. Cảm ơn bạn Bùi Anh Có Buồn đã donate cho mình một bông hồng. Bùi Anh Có Buồn, Buồn Anh Có. Đặt tên dễ lắm ghê bay. Chào em yêu nha, chào em yêu, cảm ơn em yêu đã donate cho mình nha. Rồi chết mẹ rồi, bây giờ đi đâu nhỉ? Ồ, từ từ. Hình như tôi nhận ra được điều gì đó mọi người ơi. Đây. Đúng. Rồi. Đứng ở cuối chỗ này đúng không? Chạy em lên nè. Woo! Tẹt rồi. Đó, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy cái gì chưa? Dân chơi chiên bắt cua nó phải khác mọi người hiểu không? Rồi từ từ nha, bây giờ là mình đi qua bên đây là chắc chắn là đéo rồi nè. Giờ mình sẽ phải nhảy ngay cái chỗ này. Má, cái game này mà nhảy từ trên cao xuống nó mất máu không ta? Ê, cái game này nhảy từ trên cao xuống mất máu mọi người. Woohoo! Đù! Đù! Con nó có cắn không mọi người? Chết mẹ rồi, con này có cắn không? Không
cắn đúng không? Nó không cắn mọi người ơi. Nó nhìn mình xong nó đi một cách bình thản như vậy, nó không có cắn. Ờ, con này không cắn nha mọi người. Tôi xin cam đoan và cam kết thì mọi người là con quỷ này không cắn nha. Tụi bay mà quay qua tụi bay cẩu sụp tao một cái là tao bắn tụi bay liền. Ờ, ok. Ok, ok. Thay đạn liền. Rồi. Dân chơi bắt cua. À, thấy chưa? Dân chơi bắt cua chơi game chưa? Đó, tao nghĩ là cái mấy cái đường này nhà Bắc Hành tao cũng chưa nghĩ tới đâu anh em ơi. Tao nghĩ là cái đường này nhà Bắc Hành cũng chưa nghĩ tới đâu mà tao nghĩ tới rồi đó. Gãy trưởng thiệt. Rồi, ok, bây giờ nè mình sẽ nhảy thẳng một phát qua bên kia luôn. Đó. Trời ơi. Má game nó dễ. Có game nào khó hơn không cho bé Go mà. Có game nào khó hơn cho bé Go mà. Má bé Go chơi game này dễ quá mọi người ơi. Ngồi lên trên thêm phát nữa. Ủa lên đây đúng không? Ủa phải lên đây không bay? Ê tôi thấy hình như không phải lên đây á mọi người. Chết mẹ tao rồi. Nó có một cái tấm dán ở đây là sao ta? Ủa hay là bắn vô cái tấm dán đó mọi người. Hay là bắn vô tấm dán đó. Anh không chơi đọc mệnh nữa à. Biết hơi nhiều super chat nha anh trai. Ui xin lỗi Huy nha. Chào Huy, cảm ơn Huy ở donate cho anh super chat nha. Cảm ơn Huy nhiều. Anh không chơi đọt mệnh nha. Đọt mệnh á, đọt mệnh. Tự nhiên tôi thấy từ game kinh dị nó chơi hành game. Nó bắn súng, tôi không thích mọi người. Thế em để vậy cho dễ biết ha anh. Ok Sunny nha. Chào Sunny công nghệ. Cảm ơn Sunny đã đến với livestream của anh. Anh bị khủng long tán hả? Khủng long nào dám tán anh em ơi. Trời tầm này là anh điên quốc khủng long luôn chứ khủng long nào tán anh được. Rồi ok, bây giờ mình biết được một cái thông tin là mấy cái con ở trong cái chuồng này nó sẽ không có cắn mình. Ok. Má mà cái game này nó hơi lắc nha mọi người. Cái game này tự nhiên bắt đầu vô game xong rồi nó có nhiều hoạt ảnh quá, nó hơi lắc anh em. Ồ, thấy bắt đầu vô game mà nó có nhiều hoạt ảnh, nó lắc lắc rồi nè. Nó không còn mượt giống cái lúc mà mình ở ngoài sảnh chờ nữa mọi người ạ. Nào, bóng đèn hồi sinh đi, bóng đèn hồi sinh đi để tôi lụm thêm bóng nữa. Vẫn bị miss hai cái khác nha anh. Ủa thế à? Ui, sorry Huy nhá. Anh em ơi, anh em nào ghé qua livestream của tôi mà anh em thấy cái sở thú này nó giải trí, anh em nhớ đây là một like nha mọi người, để là một like với một follow giúp tôi nha anh em. Ừ. Chứ tôi thấy là hả, nãy giờ là mấy 1288 người coi rồi đó mà hả, có 475 like à. Bấm like đi mấy ông nội nha. Còn bên top top thì thôi, khỏi bên top top đủ KPI rồi mọi người ha, bên top top tận 42.000 team rồi, đủ KPI ha. Bên top top cứ ngồi yên uống trà coi phim thôi ha. Còn mấy ông bên IT lo like đi nha. Không like mai tôi biết like cái chịu à. Anh phim headset game vô chi của anh nè. Headset rồi tao chơi, tao nghe là thấy là chuẩn bị mấy game mà kiểu như là simulator thứ đồ đúng không? Em follow anh lay đồ lâu rồi. Ừ, cảm ơn em nha. Đó, mình coi là mình phải chạy em à. Thì anh mới có động lực đó. Đó là miếng dán tàng hình đó anh. Ừ. Là mình đi qua miếng dán tàng hình được không em? Là mình đi qua miếng dán tàng hình được đúng không? Ê, nói để anh biết, để anh lên, để anh lên đây coi. Nào, chuẩn bị bắt cua nè. Wow, chúc mình. Shit bro. Ghê chưa, ghê chưa? Người chơi dân chơi hay bắt cua mà người dân chơi hay bắt cua. Rồi lên. Rồi cảm ơn Satoni nha. Để bữa nào anh coi anh chơi game thử. Đây có một miếng màn hình này form. Vậy là bây giờ mình sẽ như thế này. Ủa? Cái miếng dán màn hình này qua được không bay? Cái miếng dán màn hình này qua được không? Ồ. À cái miếng dán màn hình này đi được. Ồ. Cô mợ nói vậy là sắp tới là tôi chuẩn bị thấy có thêm một vấn đề nữa để chúng ta động não rồi. Má cái game này nó còn không thuộc vào phạm trù là phải động não mới chơi được mọi người, mà nó còn phải có kỹ năng nha. Holy shit. Từ từ. Để mình coi nào. Ờ mình giảm xuống 1080 đi chơi cho đỡ lắc nha. Đây mình giảm xuống 1080 chơi cho đỡ lắc mọi người ơi, chứ để 2K chơi lắc quá. Không biết có đỡ lắc được không ta. Ừ đỡ lắc hơn nè, đỡ lắc hơn xíu. Chỉnh đồ họa game lên thành medium. Má không biết medium có lắc không ta. Má lắc quái cực.
Tao thử. Từ từ đây mà tôi chỉnh đồ họa cái. À, cái game này nó chơi nó sẽ mượt anh em nha. Nó sẽ mượt nếu nó không có cái blur. Chúng ta để medium thì nó sẽ có thêm cái blur. Nhưng mà tôi chơi game thì tôi ghét cái blur lắm. Tôi không có thích mà quay chuột và nó bị mờ mờ màn hình. À, tìm có máu hả? Té xuống mất máu gì ba? Lô, what's up với người anh em thân thiện. À, mặc dù mặt của những người anh em không thân thiện nhưng mà tôi rất biết ơn những người anh em, bởi vì khi mà tôi nhảy xuống anh em không cắn đứt tôi. Em xem chùa nè anh Lily. Anh em nhớ kỹ cái tên Lily này giùm tôi nha. Tất cả những anh em trên kênh live stream của tôi nhớ kỹ tên Lily này giùm tôi nha. Thánh coi chùa. Đúng không? Anh em nào ghé qua live stream em để lại một like giúp tôi nha, để tôi có động lực like tiếp nha mọi người. Ôi, cảm ơn bạn Nguyên bày chính tôi nói cho mình một bông hồng, còn đồng 15 đâu nói cho mình 4 bông hồng. Cảm ơn anh em nha. Mấy con này cute lắm anh. Ừ, cũng cute đó. Cũng dễ thương đó mọi người à, thương tâm á. Cái game này chơi là phải nghe tiếng nha anh em. Ê gì? Nghe tiếng gì? Nó tới, nó đang tới. Con gì vậy? Má tao nhìn con này là chắc chắn nó cắn luôn. Con này tôi hứa với các bạn là nó cắn nha. Con đó nó cắn nha mọi người. Dạ em xin cam đoan là con quỷ này nó cắn nha. Dạ em xin hứa với tất cả cô, quý vị là con quỷ đang đi bên kia là nó cắn nha. Nhìn cái mặt nó điếm thúi vậy mà không thể nào mà đi vô mà nó để ta lành lặn đi ra được. Chắc chắn nó sẽ cắn. Rồi ok thôi mình đi ở cái đường có mấy cái anh trai thân thiện này trước đi ha. Rồi đó, mặt anh mặc dù rất là ác tâm đúng không? Mang một gương mặt của một ác nhân nhưng mà thật sự ra anh là một người rất là lương thiện. Em đã bảo có con mèo rồi mà. Ủa con đó con mèo đó hả em? Em có chắc con đó là con mèo không? Má anh thấy con đó là tổ hợp với con mèo với con hươu câu cổ đó em ơi. Ở bên đây mình có một cái bóng đèn nè. Bên đây không phải, đường bên đây mới đúng nè. Má nghe cái tiếng ghê vãi bay. Cái game này nghe tiếng ghê vãi bay. Rồi cho em lên trên anh trai ạ. À, cho em một vé lên về tuổi thơ đi ạ. À, rồi em cảm ơn anh trai nhiều. Ủa bà khoan, cái chìa khóa mình ở đâu ta? Ủa quần què vậy, chìa khóa mình đâu? Ủa là cái sở thú này không có chìa khóa mày ơi. Má làm tao vô tao múa. Tao múa như là David Beckham luôn. Má tao múa như Neymar chuyền bóng luôn. Xong rồi trong đây không có bóng đèn, ở trong không có chìa khóa. Ôi vãi. Má vậy là mình phải đi qua cái chỗ con quỷ này hả ta? Ê khoan từ từ. Má con là điểu khi cắn nè mọi người. Má con là điểu khi cắn nè mọi người. Con là điểu khi cắn nè mọi người. Má là điểu khi cắn không vậy? Rồi ok bây giờ nè. Ở bên kia là tôi đang chưa thấy cái đường để đi qua. Nên là tôi nghĩ là chắc là cái đường ở bên đây sẽ là cái đường để chúng ta cái đó là cái chất xúc tác để chúng ta đi qua bên kia, cái chuồng bên kia của con mèo bên kia. Tôi nghĩ vậy. Ơi, chết mẹ ơi. Ơi. Let's go! Let's go! Má tính toán hết rồi anh em. Tính toán hết rồi. Anh em hiểu không? Tôi giả bộ thôi, tôi giả bộ là tôi tính là tôi đi qua bên đây để tôi bay qua bên đây, hiểu không? Tôi định đánh lừa thị giác anh em đó. Tôi giả bộ tôi kia là tôi nhảy hụt nhưng mà không, tôi tính đó là tại vì tôi biết là cái cây đó nó bắn mình qua được bên đây không. Oh, let's go baby, chơi game rồi tính nó người không thấy chưa nào. Ai là người chơi game vừa có kỹ năng vừa có đầu óc nào? Sigo ok không? Ok không? Let's go. Ba
Được quá được luôn anh em ơi. Nào con dưới kia giờ mày cắn tao hộ cái. Đây rồi, chìa khóa hư dấu. Rồi ba mảnh anh em ơi. Easy. Trời ơi easy. Má có cái nào khó hơn không à? Cho em cái nào khó hơn xíu đi à. Game này dễ quá anh em, game này dễ quá. Game này dễ quá à. Nói vậy chịu rồi. Thôi chứ sao không chịu được bạn. Nó quá đúng rồi, sao không chịu được. Quá đúng. Sao đi anh em học bài em vô trễ không? Không sao, sao sáng ơi. Trời con live stream mà phải cố ý gì. Con live stream đâu có ép buộc đâu em. Con live stream để cho em giải trí mà. Em cảm thấy em giải trí thì em coi đâu có gì đâu mà. What the fuck. Ủa sao có con mèo bên kia vậy? À không, con mèo. À con mèo đó trong chuồng. Tôi biết chắc chắn một điều rằng bây giờ tôi không được đi ra ngoài. Bây giờ tao đi ra ngoài là cái con quỷ mặt quỷ này nó sẽ cắn tao liền. Tao đi vô trong để tao chờ nó đi bay ơi. Rồi thấy mẹ rồi. Thấy mẹ rồi. Một cái live stream mà gọi phụ huynh rất nhiều nha cô. Nha cô. Yêu cầu bé cô là không được gọi phụ huynh nữa nha. Cái live stream này bé cô gọi phụ huynh nhiều lắm rồi đó. Ủa được mấy cái bóng đèn rồi. Ba cái mảnh chìa khóa rồi mọi người. Ba cái mảnh chìa khóa rồi. Ồ vào đây mình có một xếp game. Nó dí bây giờ. Mày rau bắt em đi, tới bà chiếm lấy em đi. Mày ngon thì mày làm điều đó đi nào. Trời ơi tao làm gì cơ. Má con voi này bắt mình không ta? Không, con quỷ này không phải voi nha mọi người. Dạ tôi xin khẳng định con quỷ đó không phải voi nha. Ok. Rồi bây giờ mình lên tới đây rồi phải không? À, bây giờ là bay qua bên kia. Ê chết bà rồi. Thiếu đèn. Hình như bên kia có một đèn. Hình như bên kia một bóng đèn mọi người. Bên kia một bóng đèn. Tầm này. VTV kìa. À dạ. Rồi. Em giấu yêu ơi. Anh đang đi về 10 năm xa cách. À! Má sao cái chuồng này nhiều quá vậy? Sao cái chuồng này nhiều quá vậy? Trời ơi. Trời ơi. Ủa cái con bự bự bên kia nữa kìa mọi người. Chuồng nó sao vô? Ê tụi nó đứng nó sao vô anh em? Đông quá, cái chuồng này đông quá. Tôi nghĩ chắc là phải múa rồi. Cái chuồng này phải múa rồi mọi người ơi. Cái chuồng này là phải múa Florentino rồi. Chuồng này là phải múa rồi mọi người. Chuồng này là chúng ta phải múa rồi. Chuồng này không múa không được nha. Đồ. Bên này có ba con khỉ. Ôi, cảm ơn bạn Ten Ken đã donate cho mình một chín bông hồng. Ôi, cảm ơn em nhiều nha. Gì đây? Má nhìn mặt mấy khỉ này ghê quá ba. Má có quan trọng là làm sao để đi vô đây để lấy đây nè. Khó dữ trời. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi mấy cái chuồng dễ trước mọi người ơi. Tôi đi mấy cái chuồng dễ trước xong mấy chuồng khó mình đi sau ha. Chuồng này lấy chưa. Chuồng này như lấy rồi nè. Chuồng bên đây không có quần què để lấy hết. Đúng không? Bên đây còn chuồng nữa không? Ồ bên kia còn mấy cái nè. Ok. Mà anh có like không? Có em ơi, ngày nào mà anh không like em ơi. Ngày nào anh cũng like để phục vụ mọi người mà. Ngày nào cũng like nha. Có mấy hôm mà anh lười thì anh không like thôi. Còn mấy hôm là anh xin thì anh like. Bên này. Còn cái bóng đèn
đây. Ồ, ê, cái sở thú này tôi thấy nó hơi to nha mọi người. Cái chuồng này thấy nó hơi to nha. Chắc là có cái con gì nó ghê gớm gồm ghế lắm trong này. Nước à? Ồ, là ở đây sẽ có những con liên quan tới nước à? Ê, tôi sợ cá sấu lắm nha. Đừng nói cái hồ này có cá sấu nha bay. Đừng nói cái hồ này có cá sấu nha. Ê, đừng nói cái hồ này có cá sấu à. Chúc anh buổi tối nhiều sức khỏe. Cảm ơn cô Trang nha, cảm ơn bạn nhiều. Thứ 20 anh có like không? Thứ 20 là thứ mấy em? Ở đây có thứ 7 chủ nhật thôi à. Sao tự nhiên em xấu bất thường vậy trời, này đẹp trai gần chết chưa xấu. Anh chơi game gì vậy? Em đang chơi game Juno Bali em ơi. Mấy bữa nay kinh doanh bất ổn quá nên là anh quyết định anh vô chơi game này để anh xài chết. Đây cái đường lên, đây cái đường lên, bên đây cái đường lên, bên đây. Oh. Ok. Lên đây. Ok, mình sẽ đi qua đây đúng không? Rồi. Rồi ok, bây giờ phải ngồi tính nè, từ từ nè. Cái mảnh chìa khóa nằm ở đâu đây? Ủa, sao mảnh chìa khóa nằm bên kia? À đây, mảnh chìa khóa nằm bên đây. Chết. Má Vigo xuất sắc quá, Vigo ơi. Xuất sắc quá. Trời ơi, một pha đi vào lòng người. Quá là xuất sắc luôn. Chuồng này không có thú, cũng không có mảnh chìa khóa. Đây cái chuồng cá bên đây. Ok, là cái chuồng bên đây là mình không được đi xuống nước nha anh em. Lưu ý nha, cái chuồng này không được đi xuống nước nha. Cái chuồng này đi xuống nước là ăn cám đó. Rồi. Thôi em đi ngủ nha. Bạn nào mai thi các bạn đi ngủ các bạn ơi. Mai thi đi ngủ nha. Rồi ok. Này, bây giờ tính nào, bây giờ là mình sẽ nhảy ở bên kia rồi mình nhảy, mình sử dụng cái kỹ năng bắt cua của mình để mình nhảy lên trên đây là ok. Đó. Từ từ, kỹ năng bắt cua nhảy lên nó không tới đâu anh em. Ủa thôi chết bà rồi. Má chỗ này sao lên ta? Từ từ, má chỗ này sao lên ta? Ok, để... À, có một cái tấm ván đặc biệt ở đây, một tấm ván tàng hình ở đây. Holy... Ok. Rồi, giờ tính toán lại nè. Vậy là mình phải đi lên cái cọc ở trên đây. Bây giờ mà hết đường lên rồi, bây giờ không còn cái đường nào lên ngoài cái đường dưới đây hết. Bên đây có một cái dán đi nè. Anh có nhiều người theo đuổi quá à. Mấy người này không phải người em ơi. Tao giả bộ tao khóc, tao nhắm mắt, tao không coi cái cảnh đó đó. Để cho các bạn khán giả coi thôi, tôi không coi. Đó, người đàn ác. Ok, từ nha, bây giờ phải tính lại mọi người ạ. Phải tính lại. Đi cái đường kia là không ổn nha. Đi cái đường kia là không có lên được. Đường nó đường cục. Rồi đây bây giờ nè, từ từ. Bây giờ phải tính nè, nhảy lên đây, mình lên trên. Xong ở đây lên trên thêm cái nữa rồi hợp lý. Tôi nghĩ là mình đi đường khác, cái đường kia là lên không được rồi đó. Má cảm giác kiểu mình đang đi mà mình cứ biết có cái con gì ở dưới chân. Thôi để xeo lại chỗ này nha. Má vừa nói xong. Tuyệt vời quá luôn rồi. Đây cho em xin phép em lấy bóng đèn nè. Cái đoạn này thì mình chỉ cần phải lên tới cái đoạn cuối đó nha. Phải lên tới cái đoạn cuối đó. Vậy là mình không được đứng ngay sát mép nha anh em. Không được đứng ngay sát mép nha. Riêng cái đoạn này không được đứng ngay sát mép. Riêng cái đoạn này mình đứng ở đây nè. Đó, vô là vừa. Ngồi xuống. Vô luôn à, cho em vô luôn à. Rồi hai, tuyệt vời. Đó, vô đúng chỗ luôn không.
từ. Ê, từ từ, vậy có khi nào từ từ nha. Hồi nãy thấy có mấy dấu ít trên cái tấm ván này. Có khi nào cái dấu ít đó là cái điểm để mình đứng không? Thôi thử coi. Giờ mình muốn lên đây. Đứng dấu ít 1. Ồ. Rồi, hiểu. Giờ là mấy cái dấu ít là mấy cái đánh dấu để mình đứng lên. Soka. Bây giờ muốn bay qua bên kia phải không? Trời má, nhiều ít vậy. Bay qua kia tôi nghĩ là dấu ít số. Dấu ít 1 là qua đây. Dấu ít 1 là qua đây. Dấu ít 2. Dấu ít mấy anh em? Má đứng dấu ít mấy đây? Bây giờ để bay qua cái chỗ này nè. Nghe là để bay qua đây nè, mình bay qua đây mình mới đi cầu lên trên đây được. Thì anh em đoán là dấu ít số mấy mọi người? Đứng dấu số mấy? Số 1 và số 2. Số 2 đúng không? Ok, tôi tin anh em. Kể cả anh em trên tấm lẫn anh em trên IT. Ok chưa? Tôi tin anh em, nhưng mà anh em trên IT làm tôi hơi thất vọng nha. Má 1000 mấy view rồi mà anh em chỉ có 800 like vậy anh em. Bấm like đi mới đi. Bấm like đi. Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Có biết không nơi đây anh vẫn đừng đợi một giấc mơ. Phải cả cướp má đi xa quá ba. Vậy là dấu ít 1 anh em ơi. Dấu ít 1 nha. Trời ơi, không sao cả anh em à. Tôi vẫn tin anh em. À, chẳng qua là cái đoạn này là mình lỗi thôi. Anh em chúng ta làm sao biết được đúng không? Mình vẫn tin anh em nha. Mình vẫn tin anh em. Nhưng mà đoạn này dấu ít 1 nha mọi người, không có dấu ít 2 nữa nha má. Có mấy cha ơi, dấu ít 3, kỳ dấu ít 3 là tao đi tới cái miền Tây Thiên cực lạc nào luôn đó má. Dấu ít 1 thôi tao đi qua tới cái chuồng bên kia rồi, dấu ít 3 là tao đi tới cái chuồng Tây Thiên cực lạc luôn đó. Dạ. Từ từ, cái này là dấu ít 1 nè. Ơi, ôi cảm ơn bạn anh Nhật đã donate cho mình hả? Một bông hồng xinh xinh nha, cảm ơn bạn Khiết nè. Chúng ta có thể nào chúng ta tập trung chơi game được không ạ? Dạ. Dạ biết là donate rất là quan trọng nhưng mà mình mới thể vừa tập trung chơi game mình vừa đọc donate được không ạ? Dạ. Rất là phê bình bé Go nhé. Rất là phê bình bé Go luôn nhé. Nhé. Đấy, vừa chơi game vừa đọc donate không được ư? Trời ơi. Đúng rồi đó, Sigo đẹp trai. Tôi biết tôi đẹp trai mà. Cảm ơn em nha, cảm ơn người anh em đã khen tôi. Rồi ok, từ xíu. Vô. Rồi tiếp tục. Cái này là đứng ngay dấu ít 1 đúng không? Rồi rút kinh nghiệm tập trước nè, rút kinh nghiệm ở đằng trước nè. Đứng vô dấu ít 1. Chậm lên. Ê bị đứng xa quá hay sao mọi người? Đoạn nó bị đứng xa quá. Ê mà cái bóng đèn ở trong game này nó làm bằng cái vật liệu gì vậy mọi người? Tới bây giờ là tôi đạp mấy cái bóng đèn rớt từ ở trên rớt xuống nó không bể ba. Rồi đứng đây, rồi ok, canh lại nè. Cái gì vậy? Từ từ cái gì vậy? Cái quần què gì vậy? Từ vô lại, hình như bị lắc game mọi người, bị lắc game à. Khó lắm hả? Tôi cũng bắt đầu thấy game này nó khó rồi đó anh em. Tôi cũng bắt đầu thấy game này nó khó rồi đó. Nhưng mà game càng khó tôi càng thích nha anh em. Game càng khó tôi càng thích nha. Woo! Ok. Rồi tiếp theo. Dấu ít 1. Rồi ở đây xong ngồi xuống. Chém lên kìa. Woohoo! Ok, đúng bài. Rồi, đúc kinh nghiệm nè. Dấu ít số 1 nha anh em, dấu ít số 1 nha. Dấu ít 1, đây ở đây. Qua luôn em ơi! Let's go! Má đi xa quá vậy? À băng lô, đi sao quá vậy? Ôi ôi, đi hơi xa anh em ơi, đi hơi xa. Vậy là phải tự canh rồi, không có dấu ít 1 được rồi. Anh like mấy giờ vậy hả? Mình like lúc 8 giờ, 8 rưỡi nha bạn ơi. Mình like tầm giờ đó nha. Má đi xa quá rồi anh em ơi. Ok rồi. Rồi ok. Đấy là phải tự canh rồi mấy ní ơi.
Hồi nãy mình ở dấu ít một là mình bay nó hơi lố lố tí, vậy bây giờ là phải đứng trước dấu ít một xíu ha. Ba đi xa lắm ông ơi, ba đi xa lắm. Ai thấy là trước bọn xíu nè, đây nè, tầm này là hợp lý nè. Ba đi xa lắm ba, ba đi xa lắm. Ôi! Ồ là phải ba thật à? Ồ là phải ba thật à? Ồ là phải ba thật hả anh em? Tôi xin lỗi mấy đấy, quý vị đã thông tin mấy đấy à. Dạ, bé Lô có lớn mà ngu, bé Lô có lớn có khôn. Dạ, bé Lô xin lỗi quý vị rất là nhiều để lần này để chuộc lỗi là bé Lô, là sau này bé Lô không dám cãi lời quý vị nữa ha. Giờ là lời quý vị là cha là mẹ, quý vị là nói gì cũng đúng luôn nha. Bé Lô là bé Lô rút kinh nghiệm, bé Lô sẽ không cãi quý vị nữa nha quý vị. Xin lỗi quý vị, xin lỗi quý vị nhiều, xin lỗi quý vị nhiều. Bé Lô hồ đồ quá, má bé Lô có lớn mà ngu. Xin lỗi quý vị, xin lỗi quý vị. Để giờ bé Lô là quý vị nói gì bé Lô nghe đó luôn nha. Giờ là bé Gô không cãi lời quý vị nữa nha quý vị. Dạ bé Gô giờ là bé Gô ngoan nha. Bé Gô giờ là bé Gô không cãi quý vị nữa. Giờ bé Gô là quý vị nói gì nghe đó nha quý vị ơi. Rồi ok mức số 3 đúng không quý vị? Mức số 3 đúng không? Dạ rồi bây giờ bé Gô sẽ đi mức số 3 nha. Má bé Gô có lớn mà ngu. Rồi bé Gô xin phép lấy cái bóng đèn rồi bé Gô chạy vô lại nè. Rồi ok, xin lỗi quý vị nha. Bé Gô có lớn mà không có khôn. Bé Gô có lớn mà ngu, xin lỗi quý vị. Để giờ bé Gô nghe lời quý vị. Mức số 3 phải không? Rồi giờ bé Gô tin quý vị nè, giờ là bé Gô là mức số 3 là chắc chắn là không bay lên miền Tây Thiên đúng không? Rồi ok nha. Giờ tin quý vị nè, giờ là tin quý vị nè. Rồi xuống. Ngồi đây. Rồi cho em đi đi ạ, bay lên trên bầu trời đi ạ. Bay lên. Ok, tuyệt vời. Rồi ok, giờ tin quý vị nha, giờ tin quý vị nha, mức 3, mức 3. Dạ. Dạ quay xin yêu quý vị đâu rồi? Đây rồi. Ok, dạ rồi, mức 3 nha quý vị, mức 3 nha. Dạ rồi, giờ tin quý vị nè, giờ tin quý vị mức 3 nha. Dạ rồi, bé Gô tin quý vị. Con mẹ đó. Ủa sao mức 3 cũng không được vậy ta? Ủa sao mức 3 cũng không được vậy quý vị? Má nó phải có ẩn khúc gì đó chứ không thể nào mà tôi tin quý vị rồi mà nó vẫn đi không được như này. Nó không có ẩn khúc nào đó. Phải ngồi xuống hả? Ok ok quý vị nha, ok quý vị nha. Rồi rồi rồi, bé Gô, bé Gô biết rồi. Để bé Gô ngồi xuống nha quý vị. Rồi ok, ngồi xuống nha. Dạ xin lỗi quý vị nhiều, xin lỗi quý vị nhiều. Bé Gô có lớn mà ngu. Đây để giờ bé Gô nghe lời quý vị, nghe lời 100% luôn ha. Ngồi đúng không? Rồi ok quý vị nha. Ngồi ngồi. Rồi ủa đứng đúng chỗ vậy rồi, cho này đúng nè. Rồi ok. Cảm ơn bạn loại giỏi đổi tên đã donate cho mình 24 bông hồng. Wow, cảm ơn bạn nhiều nha. Cảm ơn Ken donate cho mình 2 bông hồng và cảm ơn bạn trai đẹp donate cho mình 1 đúp tóc. Cảm ơn em nhiều. Xin lỗi dâu tay cho nồ, xin lỗi tôi có lớn mà tôi ngu. Giờ là nghe lời nè, giờ bé Gô nghe lời nha. Bây giờ là ngồi xuống đúng không quý vị? Bây giờ là mức số 3 ngồi xuống đúng không? Rồi ok. Bây giờ nha, là quý vị ở trên kênh của tôi là chỉ tôi là mức số 3 ngồi xuống. Đây tôi nghe lời quý vị, mức số 3 ngồi xuống. Rồi ok đi. Lần này chắc chắn qua. Má sao nó cũng qua vậy bay? Hình như là mức số 2 ngồi xuống á. Hình như là mức số 2 ngồi xuống á. Hả bé Gô ngoan rồi đó, bé Gô ngoan rồi đó, bé Gô nghe lời quý vị mức số 3 rồi đó mà nó không qua tới quý vị ơi. À không phải không qua tới mà nó qua tới bên kia luôn. Dạ nó qua tới nha quý vị, mức số 3 là nó qua tới mà nó tới bên kia luôn nha. Dạ rồi giờ là mức số 3 nha quý vị, ở mức số 2 nha quý vị. Số 3 không phải nha, số 2 ngồi xuống. Rồi hồi nãy quên mất nó có cái chức năng ngồi má ơi. Nãy quên nó có cái chức năng ngồi nữa. Số 1, phải số 1 không tới đâu. Hồi nãy thử rồi. Số 1 là nó cũng tới đó nhưng mà tới miệng cái con quỷ dưới hồ á má. Số 1 là tới miệng con quỷ dưới hồ đó nên là mình đi số 2 nha. Số 2 nè, bây giờ cái mức số 2 nè, giờ rút kinh nghiệm là mức số 2 ngồi xuống là được. Đùng. Má thấy hoàng hoàng cái đòn này nãy giờ đó nha. Mức số 2 ngồi xuống. Rồi tới nè, lần này là chắc chắn tới. Lần này chắc chắn tới luôn. Đó. Ok chưa? Rồi có tấm máy màn hình. Tôi bấm ngồi rồi mà. Ôi lộn, tôi bấm nhảy rồi mà. Sao nó cũng không được vậy? Bấm nhảy rồi mà. Ủa nhưng mà sao tôi không chết? Đu. Bung ghê mà bay ơi. Đu. Bung ghê mà ơi. Hả? Tôi bật từ chối tử thần mọi người ơi. Rồi. Bây giờ bé Gô sở hữu kỹ năng độc lạ.
Bé ngô bật từ chối tử thần. Má giờ mấy con quỷ này không làm gì được tôi rồi. Đi chơi. Nó phải như vậy má. Hào quang nhân vật chính nó phải như vậy. Hào quang nhân vật chính nó phải như vậy, hiểu không? Đó, đây là hào quang nhân vật chính nha quý vị. Rồi, hào chào mừng quý vị đã đến với tựa game mà chúng ta phải có hào quang nhân vật chính. Đồ quái nó không bắn được, bắt được tao luôn mày ơi. Trời ơi. Ủa là tôi xấu đến cái mức mà quái nó chê ta. Ủa là mình xấu đến cái mức quái nó chê nhờ. Rồi ok, mức số 2 ngồi xuống là được nha quý vị. Mức số 2 ngồi xuống là được nha. Đùng. Rồi ok nè, rồi mức số 2. Rồi mức số 2 ngồi xuống thay đệm. Ủa ngồi rồi mà. À tôi bị tiến tới một cái mọi người ơi. Trời má, hồi nãy qua được rồi. Qua được rồi mà quên bấm cái nút nhảy. Cây đê. Cây đê này bấm cái nút nhảy là giờ nó phải đi lại. Thiệt á. Lú hết cái đầu. Trời ơi. Ê lại. Em đi ngủ nha anh ơi, chào bạn Ngân Mỹ nha, chúc bạn Ngân Mỹ ngủ ngon. Rồi ok. Tại vì mai em phải thi nên là em thức tới sáng hả? Cái gì nữa? Nãy giờ nhấc nhấc cái đầu rùi ớ, có người xin chữ ký của anh ngoài rào kia. Ồ thế hả, đâu? Ồ này hả, ngày từ chối cho chữ ký nha. Ngày từ chối cho chữ ký nha. Dạ em xin từ chối, em xin từ chối anh nữ cơ chữ ký nha. Hồi nãy là với quỷ cát nhưng em bật từ chối tử thần, còn đối với anh em từ chối cho chữ ký nha anh trai. Dạ. Chừng nào mà anh đi tách tút lại cái nhan sắc của anh đi rồi em sẽ cho anh xin chữ ký sau. Rồi không phải là em body summoning đi phay summoning anh đâu, nhưng mà mắc cái mặt anh gì không cha nội nào muốn cho anh chữ ký luôn á. Tới không? Tới. Bây giờ ngồi vậy nè. Ok chưa? Ok chưa? Rồi ok, bây giờ là mình cần lên lên đâu ta? Bây giờ mình cần lên cái ô số 2. Ok, ô số 2 nha mọi người, chết cha rồi, hết đèn rồi. Hết đèn rồi, em hết đèn rồi. Ngồi xuống nè, đứng dưới đây. À, hết đèn rồi bây giờ, hết đèn rồi. Ở đây có một tấm ván nè. Ủa đúng không ta? Không, sai rồi. Má, chìa khóa nằm đâu vậy? Chìa khóa nằm bên đây nè. Từ từ nha. Để coi nó. Từ từ. Má hết bóng đèn rồi, chết cha rồi. Bây giờ là bé Go là cần phải nhảy xuống bên đây. Con mời lên trên đây, nhảy xuống đây. Ừ, đúng rồi. Mấy là phải cái mức số 2 mọi người ơi. Cái dưới số 2 nha. Đây, dưới số 2 nè. Rồi, hết mẹ bóng đèn rồi. Giờ quá. Hết bóng đèn rồi. Căng rồi. Hello Aso, tuần này với tuần sau em thi giữa kỳ nè. Vừa coi Astream vừa học bài mai thi nà. Ok Tiết Nhung nha, chúc Tiết Nhung thi tốt nha, let's go baby. Trời nhà Tiết Nhung đâu nét cái anh ăn được luôn. Cảm ơn Tiết Nhung nhiều nha, Tiết Nhung ơi, cảm ơn Tiết Nhung nha. Ok, cố gắng học thi tốt nha em ơi, nhưng mà mình học bài mình nhớ. Ê! Tao nhức cái đầu thiệt chứ, tao nhức cái đầu thiệt chứ Go. Mày lùm bóng đèn xong mày nhảy xuống cái gì vậy Go? Alo, tao lùm bóng đèn xong nhảy xuống luôn à, má mừng quá, mừng, đừng quá khích gì được không? Rồi, cảm ơn Tiết Nhung đã donate cho em nha, cảm ơn Tiết Nhung nhiều. Cảm ơn bạn con nghiện đã donate cho mình, cảm ơn bạn HG Nhi Nhi, cảm ơn bạn Lê VT đã donate cho mình 2 hoa hồng nha, cảm ơn anh em nhiều. Rồi ok, bây giờ là chúng ta cần phải tìm thêm bóng đèn nè. Rồi, má tao quằn cái chỗ này nãy giờ mấy phút đồng hồ rồi đó. Ê, trong đây có bóng đèn đúng không? Trong đây có chìa khóa đúng không? Ờ đúng rồi, trong đây có chìa khóa nè. Ở trong đây có con gì không ta? Tìm thêm bóng đèn đi. Đù, nhông xe ố. Nhông xe ố. À, mình xếp game cái nha mọi người, xếp game cái nha. Rồi, nhông xe ố. Anh em say ố, qua ta xin qua tấn địch sự. Ồ, không có con gì trong đây hết mọi người, không có gì trong đây hết. Rồi, từ từ,
rồi, để tao qua đây tao lượm bóng đèn. Ok, tuyệt vời. Nhưng mà như đi tới đây là bậy đó. À, cái bóng đèn của mình ở trên đây phải không? À, ở đây bây giờ xác định là có hai cái ván tàng hình nè. Cái bóng đèn ở trên đây. À, tức là mình cần phải lên được cái tầng ở giữa này. À, để lên được cái tầng ở giữa này thì mình cần phải từ nha. Ok, bên đây, bên này mới đúng, bên này mới đúng, bên này mới đúng. Phá cái kèo là bên này mới đúng nè. Rồi, dấu số 1. Rồi xuống. Ok. Hai máy quanh lạ vậy. Hai máy này hai máy đang trường em ơi. Dấu số 2 à. Hai máy đang trường em ơi, không phải ai muốn trẻ đâu em. Hai máy này là phải có căng lắm mới trẻ được á. Chứ không phải là muốn trẻ là trẻ đâu. Nhiều khi em ra tiệm em chuyên tao cắt hai máy không ra được hai máy luôn. Rồi, ok, tuyệt vời. Qua wow, tới bên đây là như là có hai cái cầu nè. Đó, ok chưa? Nhãn thoát qua đây. Ờ, nhãn thoát qua đây nữa. Cái bóng đèn đang ở trên đầu mình. Ờ, đồng cái chìa khóa đang ở trên đầu mình. Cửa số mấy đây? Ai vô số mấy ta? Ai lại vô trên cùng vậy? Mình vô trên cùng mọi người ơi. Ê! Từ từ nha, bây giờ là cái chìa khóa trên đây. À, để lên được trên đây thì mình cần phải lên trên đây. Ờ, mà để lên được trên đây thì mình cần phải lên đâu? Con ngựa nó để lên được trên đây mình cần phải lên đâu? Mình phải được lên được bên đây. À, để lên được bên đó thì mình cần phải lên được bên đây. À, mà để lên được bên đây thì mình lên đâu? À, để lên được bên đây thì mình đi qua kia. Ừ đúng rồi. Ờ, ê hồi nãy tao đi đúng đường rồi đó bay. Hồi nãy tao đi đúng đường rồi nhưng mà tao nhảy bị ngu thôi. Hồi nãy tao đi đúng đường rồi nhảy bị ngu thôi mọi người ơi. Hồi nãy đi đúng đường rồi nha. Đây đi đúng đường rồi nè, bên đây. Đúng chưa ta, chìa khóa ở đây. Ồ, lên trên đây cũng không thể nào. Ồ, vậy là phải lên trên đây. Ok rồi, bây giờ tôi cho anh em lựa chọn luôn mức số mấy. Anh em chọn lựa đi, anh em quẹo lựa đi, mức số mấy à. Anh em quẹo lựa đi, mức 1 hay mức 2 mọi người, mức 1 hay mức 2 à. Mức 1 là dưới, mức 2 là trên, mọi người chọn lựa đi mức nào à. Lén bà coi video của anh nè, tại nữa. Hết trốn thi rồi, giờ lén bà coi video coi live stream. Trời ơi. Số 1 số 2 mọi người, số 2 đúng không? Rồi, bé Go tin quý vị nha. Ai bé Go tin quý vị, mức số 2 phải không quý vị? Mức số 2 rồi, ngồi xuống luôn ha. Tới không? Tới, tuyệt vời. Trời ơi, yêu quý vị quá. Má quý vị tuyệt vời quá quý vị ơi. Rồi, ok. Nhảy qua nè, đó ok, nhẹ nhàng chưa? Bây giờ nhảy qua đây nữa nè, đó nhẹ nhàng chưa? À, bây giờ chìa khóa của mình là ở đâu giờ? Chìa khóa mình ở bên đây. À, cái này là mức 1. Ok, chắc chắn là mức 1 luôn, đi mức 2 là sắp mặt. Mức 1 đây, mức 1 ngồi xuống. Rồi, nạp đạn. Ok la luôn nha quý vị, ok la luôn nha quý vị. Ok la luôn nha quý vị. Rồi, tiếp nè, mức mấy à? Mức trên cùng đúng không? Rồi, ok luôn nha, mức trên cùng nha quý vị ơi. Mức trên cùng nha. Cảm ơn bạn Canh đi mò hộ mới đưa cho mình một cái tim. Cảm ơn bạn Canh đi mò hộ đưa cho mình một cái tim nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cẩn thận nha anh, yên tâm em ơi. Game này giờ là mấy con thú này giờ là hả, bạn bè anh hết rồi. Em nói bây giờ anh đi như chốn không người không em? Ừ mà chỗ này có người đâu, chỗ này thú không mà. Rồi má tao lên đây để làm gì đây? Tao lên đây để làm cái quái gì vậy? À bây giờ mình thử mức số 1 trước đi ha. Hay mức số 2 ta. Giờ thử mức số 1 đi ha. Rồi xuống nè.
Ê! Ờ, qua đây là đúng rồi nè, qua đây là đúng rồi nè, qua đây là đúng rồi nè. Rồi, mất số máy quý vị, mất số máy quý vị. Mất số máy quý vị ơi, mất số máy quý vị ơi. Quý vị mất số máy à, số 1 và số 2 quý vị ơi. Số 1 và số 2 à, đoạn này mất số 1 và số 2 à, quý vị, comment quý vị. Số 1 và số 2 à. Số 1 và 2 quý vị. Số 2 à, chắc chưa ạ? À? Bạn Quỳnh, à bạn Quỳnh comment 2 anh, không phải là số 2, xin lỗi bạn Quỳnh. Bạn Bánh Đa Cua comment số 2 nè. Bạn Boy Boy comment số 2, bạn Giác Mặt comment số 1 nè. Bạn Long Dương comment số 2 hả? À? Phương này là 1 hả? Giờ là số 2, số 1 đây quý vị, comment với mình quý vị ơi. Comment với bé Go quý vị ơi, chị bé Go quý vị ơi. Rồi, bây giờ quý vị comment số 2 quá trời của đất rồi. Bé Go đi số 2 nha. Thử nha, giờ số 2 cùng lắm mình lên từ đầu có gì đâu. Lên luôn quý vị ơi. Woo. Đẹp rồi. Trời đúng là nghe lời quý vị là chân lý luôn á. Cảm ơn quý vị nhiều nha. Nhảy qua đây được không? Được, không được hả? Xém được đó mọi người, nhảy qua xém. Mới hóp kỹ thuật lập trình xong lú rồi, giờ coi stream gặp game này nữa lú ngang luôn ớ. Game này vui mà Sunny, game này vui mà. Game này vui mà, trừ mấy con thú ra thôi thì còn lại mọi thứ đều ổn mà đúng không? Chị đéo gì đang diễn ra ở đây vậy? Cái chìa khóa nằm ở trong đây. Có một con này đứng đây. Quý vị ơi, đoạn này xử lý làm sao quý vị? Quý vị, đoạn này xử lý sao quý vị? Quỷ này nó có cắn mình không? Quỷ này có cắn không quý vị? Con này nó có cắn mình không quý vị? Bé Go là thấy con này là nó cũng ghê ghê á quý vị. Cho bé Go hỏi là con này có cắn bé Go không quý vị? Có hả? Rồi thấy mẹ bé Go rồi. Bé Go bắt đầu nhớ mẹ rồi quý vị ơi. Bé Go bắt đầu nhớ mẹ rồi đó. Có cắn hả? Là giờ tìm cần gạt hả? Quái cướp. Mày lại đây, mày lại đây, mày lại đây, mày lại đây. Tao cho mày biết thế nào là biển xanh lại mặn luôn. Mày lại đây, mày lại đây, mày lại đây. Tao cho mày biết thế nào là biển xanh lại nhạt luôn. Kê quá, từ từ để tôi xếp game lại cái. Ôi đi theo mình luôn rồi. Má con quỷ đi theo mình luôn rồi. Mất dạy nha, không có chơi đi theo nha. Nha, không có chơi đi theo nha. Gớt ai cũng được, đừng gớt tôi. Gớt tôi khổ lắm. Nó chích lời của một ca sĩ nào đó. Anh cạp đầu nó đi, má giờ anh đút cái đầu vô nó cạp anh đó chứ không có anh cạp đó đâu em. Em thấy cái mỏ của nó không? Cái mỏ nó còn hổ hơn cái mỏ của anh nữa. Cái mỏ nó còn hổ hơn cái mỏ của anh nữa, làm sao mà anh cạp đầu nó được. Cần này sai nè. Cần này đúng không ta? Mẹ làm khó nhau dữ người ta. Ô trời má, phải gạt nhiều cần hả? À không, cái cần này như cái cần làm nó bị choáng mọi người ạ. Sai nè. Hình như nó lắc con ngựa đó rồi. Hình như con quỷ đó lắc rồi. Mày tới đây. Now come on baby.
Come on baby, come on baby, come on baby, come on baby. Tới đây tao người chơi hệ chiến nha mày, tao người chơi hệ chiến nha. Nào tới đây. Tới đây, tới đây, tới đây. Tao hơi bị chiến nha con, tao hơi bị chiến nha con. Nào tới đây nữa, tới đây nữa. Tới đây. Tới đây, tới đây, chúng ta cùng chơi. Má tôi thả chuột sớm quá mọi người. Tôi thả chuột bị sớm quá mọi người. Má tôi thả chuột bị sớm quá anh em. Trời ơi, xin lỗi, xin lỗi quý vị nha. Bé cô thả chuột bị sớm quá quý vị. Bé cô thả chuột bị sớm quá. Định muốn mà lo game tilo với nó thêm xíu nữa mà bị thả chuột bị sớm quá. Bây giờ mấy cái ở đây là sai đúng không? Ai nữa? Trời ơi nữa lại thả chuột bị sớm mọi người ơi. Dùng đèn tìm cần gạt. Coi cần gạt nào cần gạt đúng anh em. Coi cần gạt nào cần gạt đúng. Ôi cướp. Rồi vậy biết cần gạt nào cần gạt đúng. Vậy biết cần gạt nào cần gạt đúng anh em. Ôi vậy biết cần gạt nào cần gạt đúng anh em. Ừ biết là phải là đèn màu xanh rồi, nhưng mà quan trọng là cần gạt đúng đây nè. À, hầu như là tôi gạt hết cần rồi ấy, mà thấy toàn là cần gạt màu đỏ không à. Má không có cần gạt nữa, nó hiện lên đó ta. Giờ mình gạt hết mấy cần ở trên đây trước đi, xong rồi mình từ từ mình gạt mấy cần phía sau sau, tại vì bây giờ nó đang đứng tuốt ở dưới trong rừng rồi. Má gạt nào cần gạt đúng ta. Rồi đó anh em, hết cần gạt luôn rồi đó. Sạch banh cần gạt luôn rồi đó. Cần gạt đâu cần gạt đúng. Ở trung tâm hả? Cần gạt ở trung tâm hả? Cái này à? Không phải, mấy cần gạt mình nó sáng đèn xanh là mấy cần gạt để dầm choáng con quái mọi người ơi. Cái cần gạt đó nó có cái chức năng giống cái đèn của mình vậy á. Còn cần gạt đúng thì chưa bật được. Cần gạt trong rừng á. Ủa trong rừng làm gì có cái cần gạt nào anh em? Ủa gì ơi, trong rừng làm gì có cái cần gạt nào quý vị?
nãy thấy con này che che mắt ngồi đây là thấy nghi nghi, thấy có cái điềm rồi. Ai vậy, nó có cái điềm thiệt ba? Nó có cái điềm thiệt. Anh gạt thiếu hả? Rồi ok, bây giờ gạt lại nha, gạt lại nè. Giờ một cái nè, ok chưa? Giờ mình gạt lại cho đủ nè. Rồi ok, hai cái này gạt rồi nè. Cái bên đây. Rồi mình gạt thứ tự luôn nha, gạt thứ tự từ trên dưới luôn nha. Rồi nãy giờ là 1, 2, 3, 4 cái rồi đúng không? Rồi 5 cái nè, 6 cái nè, rồi 7 cái nè, 8 cái nè, 9 cái nè. Ô, ơi hồi nãy gạt cái đó rồi luôn á ba. Hồi nãy tôi gạt cái đó rồi luôn á. Hồi nãy gạt cái đó rồi luôn á. Nhớ luôn là gạt cái đó rồi luôn á. Cái quần què gì vậy? Ủa game làm thiếu rồi mọi người ơi. Game thiếu rồi. Ở bãi cứt hả? Ở trong đây làm gì có bãi cứt ba. Ô cảm ơn bà Honey đó cho một trái tim nha. Cảm ơn bạn Lai Phạm, cảm ơn bạn Gấu đó cho mình. Cảm ơn bạn. Cho nó bay màu đi anh hả? Má giờ này mà tôi lú cái đầu ra là nó tán như một cái là tôi xỉn nỉn luôn á. Người theo đuổi số 1. Rồi ok, tiếp theo. Nào, còn chìa khóa ở đâu nữa? Ok, có một cái chìa khóa ở đây. Đù. Ơi cái chìa khóa ở đây nó hơi căng nha. Ơi sao này giống cái mê cung quá bay. Ê như mê cung thiệt bay ơi. Á mê cung này trong đây có thú không? Ồ mê cung này không có thú nha. Ồ đây nè. Cái đường vô nằm đâu? Ba có con thú nào trong đây không vậy? Đừng có con thú nào trong mê cung nha ba. Đừng nha, đừng có con thú nào trong mê cung nha. Có là không vui nha. Chơi đủ. Hello bé đẹp trai. Trời ơi. Bà nội nó đứng ngay cái cửa ra vào sao vô. Má đứng ngay cái cửa ra vào sao vô. Thôi được rồi, chúng ta sẽ dùng 72 phép thần thông của Doraemon để mình xử lý con quỷ này. Ra đây cô. Woo. Nào nào ra đây nào. Bé ngoan là bé không quậy. Bé ngoan là bé không quậy thì bé phải đi theo chú. Đi theo chú đi, chú cho kẹo nè bé. Má vợ đứng đó sao vô ta. À đây đây. Đây bây giờ tôi sẽ dụ nó qua bên đây nha. Cần làm cháy nó đoạn này mọi người ơi. Má bây giờ mình chỉ cần mình đi vô được ở bên trong đây thôi là ok. Nhưng mà má bây giờ nó đứng nó chặn ngay trước cái cửa ra vào thì hơi khó đi nha. Má đã nói rồi, có cái con nào ở trong đây là chơi mới vui mà. À! Má nó chạy nhanh quá vậy. Má nó chạy nhanh quá vậy, hồi nãy thấy nó còn túa đằng sau mà. Trời đúng là động vật bốn chân anh em à, má nó chạy nhanh quá. Nó chạy nhanh hơn tôi nữa, tôi có hai chân mà tôi còn chạy chậm hơn nó nữa. Trời ơi. Nào, come here baby. Come here, come here. Ayo, what's up bro? Woo. Woo. Em hú hồn, ừ anh cũng hú hồn. Anh đóng cửa vào, cửa này đóng được không? Ê cu. Ê cu. Ở đây không qua. Có cái nút ở chỗ vào ấy anh. Ủa có hả? À ừ, mình đây đúng không? Ồ hiểu rồi anh em ạ. Thôi mình đặt nạn sẵn đi.
mình đặt đạn sẵn để xíu nữa vô gặp nó cái tôi bắn luôn ha. Má con chạy nhanh anh em, con này chạy nhanh. Đường kia mọi người ơi, đi cái đường kia mới đúng. Không, đường này, đường này, đường này, đường này. Yes sir, yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Cục mẹ luôn, what the fuck bro. Trời ơi, trời ơi, từ từ. Mình đi ra ngoài đây, đi ngoài đây, đi ngoài đây. Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Đường ngoài đây đúng, đường ngoài đây đúng. Yes sir, cục nữa. Má cục quay ta. Ôi, cục luôn. Thì phải đi ngoài đây. Má tao giữ mỏi tay quá mày ơi. Giữ mỏi tay quá. Đây, đóng cửa lại phòng trường hợp nó qua nó táp tôi nha. Phòng trường hợp nó đớp tôi một cái. Yes sir, baby. Let's go. Bảy bạn. Được chưa? Cho nó biết thế nào là lễ độ đi anh thôi. Dạ thôi, bé Go còn nhỏ lắm, bé Go còn nhỏ lắm. Bé Go không có muốn gọi là cho mấy chú ở trong sở hữu này biết thế nào là lễ độ đâu. Bé Go còn nhỏ lắm quý vị ơi. À, bé Go còn nhỏ lắm, bé Go giờ cho mấy chú biết lễ độ là mấy chú ký đầu bé Go liền. Thì nó nghe thấy tiếng chân của tôi rồi mọi người ơi. Đồ này cục. Đó, giờ tìm đường ra mới mệt nha. À, thật ra thì cũng không mệt lắm mọi người ạ. Má nó đứng ngay đó đầu ra má. Vậy đó hả? Đứng đó sao ra. Đùa chứ ông nội đứng đó sao tôi ra ông nội. Có phải là ý kiến sáng suốt không? Ai cô? Rồi sao mà vũ chạy bên đây? Đường đi mà thấy bà luôn. Ừ, thấy cái phương án nó hợp lý hơn đó mọi người. Má bóng đèn ở đây tôi vẫn không biết bóng đèn ở đây làm bằng cái gì mà nó rớt xuống như vậy luôn á mà nó vẫn không bị bể. Đỉnh thiệt. Má bóng đèn này làm bằng hợp kim gì đây? Ừ, vậy có phải lẹ không? Đúng 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 đúng, cho nó cắn cái về để mà xin lẹ. Dứt khoát mà nha, cái sở thú này nha, thật sự nha, tôi nói thiệt nha.
hôm nay là mình phải bỏ công việc ở siêu thị để mình đi qua sở thú mình chơi. Đó, để mình làm cái gì à? Để mình xả chết thì mình giải trí, đúng không? Mà cái sở thú này hả, người ta đã bỏ một ngày làm việc của người ta ra để người ta đi vô đây người ta chơi rồi. Không cho người ta được một cái xe tử tế để người ta đi cho nó đỡ mỏi chân. Sở thú thì to mà hả, bắt người ta phải đi bộ. Ôi ơi. Đúng rồi, từ từ, vòng vòng đây không có con nào nè. Hai chìa khóa bên kia có hai chìa nè. Bên kia ít chìa khóa. Bên kia có hai chìa thôi nên là mình sẽ lấy cái bên ít trước. Mình lấy cái bên đang có ít chìa khóa trước, xong rồi mình sẽ qua những cái bên mà có nhiều chìa khóa khác rồi mình lấy sau ha. Nhưng mà sao trong đây nó to quá vậy mọi người? Ở trong này nó có cái gì mà to dữ người ta? Ủa? Ủa giờ đi vô lộn chỗ rồi hả? Hello anh, ừ chào bạn Sóc Mini World nha. Chào bạn, khi nào anh chơi sinh tồn công nghiệp gì hả? Sinh tồn công nghiệp đang chuẩn bị tập cuối rồi đó bạn. Tôi đang chuẩn bị làm quả đánh rồng rồi hết rồi đó. Vô cái thủy cung gặp con cá đi anh. Nãy anh mới gặp con cá dưới hồ xong á em. Nãy anh mới gặp nó xong nó táp anh mấy táp rồi. Trời ơi, game này tôi nghĩ chắc là phải chia ra làm khoảng 2-3 phần gì đó mọi người à. Tại vì mỗi cái chuồng này đi nó cũng mất khá thời gian đó. Không, bên này không có đường đi nữa. Đi ngược về. Một cái map của cái game này, một cái chuồng thú của game này đi cũng mất khá thời gian đó. Nó hơn một cái là cái game này không có stamina nha mọi người. Má game này mà có stamina nữa là tao chửi từ trên đầu cha nó chửi xuống luôn á. Trời ơi, cái game thú thì ghê, chạy thì nhanh mà nó còn cho stamina nữa thì thôi không ai chơi luôn á, nói thiệt. Hello anh, được chào bạn vui sống mỗi ngày nha. Trời, điều gì đã làm em lạc, điều gì đã làm em tiêu cực đến mức em phải đặt cái tên đó gì em? Đi đường này đúng không ta? Ai là phải đi xuyên qua trong đây ta, mà tôi thấy là cái mùi trong đây là nó không có gì tốt rồi đó. Holy fuck. What the fuck bro? Nằm nằm biết bơi à? À, hình như cái này là một xíu nữa cái ải này mình phải đi nè mọi người. Ôi ôi, má tôi ghét mấy ải có nước lắm bà. Tôi ghét mấy ải có nước lắm. Tôi ghét mấy ải có nước lắm thiệt á. Mà đã có nước rồi mà tôi còn biết được là bên dưới chân mình có cái con gì đó nữa, má tôi không dám đi đâu thiệt. Sợ vậy. Anh em ơi, anh em ghé qua livestream của tôi, anh em nhớ để lại một follow với một like với tôi nha mọi người. Bên kia sẽ có hai cái chìa khóa, là một cái là trong chuồng của con cá đó, còn một cái là của cái chỗ nào đó thì tôi không biết. Nhưng mà bây giờ đại loại là mình đi qua bình đường bên đây là sai rồi. Một cái chỗ của con cá này có đường nào khác để đi không à, để đi qua cái chỗ kia cho nó nhanh không, chứ bây giờ bắt đi một vòng nè, bắt mất công né né mấy con quỷ kia nữa mệt lắm nha. Dạ mất công né mấy con quỷ kia mệt lắm á. Má, hai cái chìa khóa nằm thúc bên kia à, thì đi một vòng này không được. Trời ơi, nổi việc đi tới chỗ chìa khóa không thôi là nó mất thời gian rồi đó mọi người. Dũng cảm lên anh, không sao, không đai đâu. Ừ, anh tin em. Nhưng mà ai tin anh bây giờ? Không lẽ giờ anh vô anh kêu là các bạn ơi, ở dưới nước đó có con cá nó bự lắm, đi vô đi, nó không có cắn đâu. Anh sợ hả? Sợ chứ bé. Anh đang gọi là sợ quậy cứt trứng dưới đánh lô tô rồi nè em ơi. Không ơi. Con hướng đậu xinh còn đứng đây luôn hả? Đứng lại mày. Bên này có một cửa thủy cung nữa. Ồ vậy là phải đi vô cái cửa thủy cung bên này mọi người ạ. Thì mình sẽ lừa con hướng đậu xinh này qua bên đây. Qua đây cung. Nó bị lắc à? Ủa
Tao bắn không được mấy ơi. Má game lừa. Ôi game lừa, bắn không được. Chỗ nào đây? Má trốn bồng lai tiên cảnh nào đây? Ồ, đi một vòng vô lại đây à? Giờ mình phải đi qua bên kia mọi người ơi. Ồ, má. Tự nhiên cái tao đi vòng vòng một hồi à. Chơi Suno Mali tôi lạc cho trốn bồng lai tiên cảnh lúc nào không hay. Ship bro. À vậy là bây giờ mình đi đó, là mình đang đi dưới cái hồ mọi người ạ. À. Là cái này là cái thủy cung phải không? Má thiệt với anh em luôn chứ tôi sợ mấy cái không gian mà kiểu nước nước giống vậy lắm mọi người, tôi sợ lắm. Sợ thiệt á. À, rất là sợ mấy không gian như này luôn. Tôi biết anh em nào có cùng nỗi sợ với tôi không chứ má thật sự là gặp mấy không gian nước nước này tôi sợ vãi cứt. Ờ, cái thủy cung này như cái mê cung đó ba. Ôi rồi rốt cuộc là cái người mà làm ra cái thủy cung này là tại sao lại phải xây dựng nó theo cái phong cách gọi là mê cung vậy ta? Mới thế nào xây dựng cho nó theo một cái phong cách mà nó thủy cung xíu được không? Má này làm khó người đi tham quan chứ gì đâu. Ôi rồi cái đường nào để đi ra qua bên chỗ hai cái chìa khóa kia? Rõ mất tiền hồi tao qua lại lên cục là sao vậy? Ủa là sao? Ủa là sao mấy đi? Từ từ. À, vậy là có một cái chìa khóa ở trong đây. Ô. Ô. Ô trời má, chìa khóa nhỏ xíu thì sao tao thấy bay? Má chìa khóa nhỏ xíu sao tao thấy rồi. Cái chìa khóa thứ 8. À là có một cái chìa khóa trong đây. À. Ok xin lỗi anh em, mắt tôi bị mù. Mắt mấy gô bị mù quý vị. Mắt mấy gô bị đuôi bị tròn ha. Mắt mấy gô không có nhìn thấy được xin lỗi quý vị. Cảm ơn bạn Nancy đã cho mình một trái tim. Cảm ơn bạn Hikira trầm tính đã cho mình một trái tim. Và cảm ơn bạn SOS đã cho mình một hồng nha. Cảm ơn em nhiều. Trời ơi. Má, vậy là bây giờ là bắt đầu nó có những cái chìa khóa mà nó trong thầm lặng rồi đó mọi người. Bắt đầu có những cái chìa khóa thầm lặng rồi đó. Trong hồ này còn không? Ở trên hồ mọi người ơi, ở trên hồ. Tít ở trên cơ. Có cái đường lên không? Ê, hình như có cái cửa đây nè đúng không? Ơi, hồi nãy tôi không để ý cái cửa đây mọi người ạ. Hình như đường này đường lên nè, lên trên đúng không? Ồ, đúng rồi. Ồ, ok. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu một cái chương mới. Một cái chương mà chúng ta sẽ biết được có một cái con quỷ gì đó đang dưới chân của chúng ta. Mà chúng ta vẫn phải cố gắng để chúng ta đi. Má, kinh khủng khiếp thiệt. Hồi nãy là đi dưới chân nó, bây giờ là đi trên đầu nó luôn. Đang bơi bên kia mọi người ơi. Khóa mới nằm bên kia đúng không? Má, đang qua kìa em ơi. Mọi người, mà bây giờ mà chúng ta lọt xuống dưới là cái con quỷ kia đó, mình phải ngồi chứ mình chờ con quỷ kia tới căn của mình đó nè. Hình như cái ô màu đỏ đó, cái ô không chạy được đúng không?
cầu màu đỏ là cái cầu không chạy được. Đúng rồi, cái cầu màu đỏ là cái cầu không chạy được. Vậy thì mình sẽ phải chạy qua bên đây. Anh rủ con cá xuống bơi chung đi. Có thấy có con người nào rủ con cá đi thi bơi không? Em ghét âm thanh của con cá nghe sợ vãi luôn ấy. Giống em, giống anh Mitu. Mitu Sunny giống anh đó. Hóa thật. Không biết bài nào có bị cái nỗi ám ảnh sợ đại dương giống tôi không? Chứ tôi bị một cái sự gọi là sợ đại dương á. Thôi nhưng mà như là thôi bây giờ là idol đấy sức là chát 119 tình rồi. Huy đúng không? Phải Huy không? Bây giờ Huy nó donate 119 tình mà tôi lo chơi quá, tôi không có đọc được á. Xin lỗi Huy nha Huy ơi. Chìa khóa đâu mất bà nó rồi. À cái chìa khóa bên đây. Đây tới rồi. Bé Gô Minh Thông, Trời ơi, bé Gô Minh Thông anh em ơi. Bé Gô Minh Thông. Rồi ok, rồi bây giờ là mình sẽ bấm cái nút này. Để làm cái gì vậy? Trời bá. Ok, là bây giờ là mình sẽ nhảy xuống đây đúng không? Rồi ok, mọi người chuẩn bị nhắm mắt này, 3, 2, 1, vô. Nói là không cần chờ con cá tới luôn mọi người. Có những con cá nó chờ chực này, nó cắn đít mình luôn à. Phải cứt thật. Rồi ok. 9 cái chìa khóa, 9 mảnh chìa khóa. Rồi một mảnh là chúng ta kết thúc phần 1 rồi đó mọi người. Một mảnh là chúng ta kết thúc phần 1 rồi đó. Trời, định chơi game này chơi cho vui vui thôi. Ai về đâu trời má. Vô đây cái bị lặm hai phần luôn à. Thiệt luôn. Anh ơi nhảy xuống thử đi. Nhảy rồi em à. Mới nhảy luôn. Rồi ok, bây giờ là mình còn vài cái chìa khóa thôi. Cố lên. Nói là bây giờ mình kết thúc trong một like đã. Anh em ơi, tôi nên kết thúc trong một like hay tôi chia làm hai phần? Tôi thấy giờ này cũng là giờ anh em chuẩn bị đi ngủ rồi đó. Tôi thấy chắc là tôi hai phần đi ha. Kết thúc phần này để cho anh em đi ngủ sớm, anh em mai đi thi. Ok không? Shinobu cho, chào bạn nha. Rồi, để lấy thêm cái chìa khóa này là được. Mấy con này hình như là mấy con thân thiện đúng không ta? Ai đợt kì. Trời má, giờ phải đi tìm chìa khóa hả? Chìa khóa ở đâu? Tiếp đi hả? Má anh em chiến nha anh em. Mai có đi thi không? Mai các bạn có thi không? Giờ là mai muốn đi thi là muốn con ngồi coi live stream nữa. Không á, vẫn muốn live tiếp à? Muốn like tiếp thì anh em phải bấm like đi chứ. Bấm like, bấm tim vô, follow vô. Tiếng gì? Phải tiếng gì ta? Alo. Chìa khóa chết cha rồi, giờ tìm chìa khóa ở đâu ta? Cái chìa khóa nó nhỏ xíu luôn quá má. Cái chìa khóa nó nhỏ xíu luôn á. Rồi ok, vậy like tiếp ha. Theo lời anh em like tiếp, ok chưa? Rồi, theo lời anh em like tiếp, nhưng mà bây giờ cái chìa khóa ở đâu anh em? Bây giờ cái chìa khóa ở đâu mọi người? Một hai con này phát sáng. Con nào cũng phát sáng hả ta? À bắn mấy con này hả? Phải không? Rồi ok, ba con bên đây xong rồi nè. Bây giờ còn con bên đây chưa bắn nè. Có luôn, rồi còn con bên đây. Lô, what's up bro? Ngã chìa khóa ra, à đây. Đúng không? Hình như tôi lấy được chìa khóa rồi, Đây rồi. Yes sir, ok. Theo như lời Quý Mạnh Thường Quân ở trên kênh của mình, những người đóng góp rất là nhiều cho kênh của mình, thì quý vị kêu tôi là like tiếp. Ok, thế thì tôi sẽ like tiếp ha. Rồi ok, bây giờ là mình còn tầm khoảng 10 chìa khóa nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bên đây 6 cái.
Bên đây 4 cái. Ok, mình đi bên 4 cái trước đi. Lấy cái 4 chìa khóa gần gần nhau trước đi, xong mình qua mình lấy 6 cái nha. Mai mở quán nét này anh, đúng rồi em ơi, anh đủ vốn rồi. Mai em bắt đầu anh mở quán nét quận 1 nha em. Quận 1 là mai là anh em nào mà vô quán nét của tôi ủng hộ thì ngày mai anh em có thể coi livestream của tôi nha. Ngày mai là tôi chuẩn bị tôi bắt đầu mở quán nét của quận 1 của tôi kinh doanh á. À, dạo đây là nhiều chi nhánh quá mọi người, dạo đây bắt đầu kiểu là măng kinh doanh lên rồi mọi người, xong rồi giờ kiểu phải mở thêm chi nhánh thôi. Mình thấy là một cái gọi là cái supermarket kẹt không có đủ. Thế là bây giờ hôm nay tôi quyết định là tôi sẽ mở thêm một cái sàn kinh doanh nữa, không kinh doanh quán nét. Anh em nào ủng hộ tôi mai anh em vô chơi nét với tôi nha, mai vô chơi nét ủng hộ em đi nhớ nha. Giờ còn 4 chìa khóa nó nằm bên đây, đúng không? Mình phải đi vô trong đây. À, trong này có thú không ta? Ồ, đây. Một cái chìa khóa nằm bên đây, một cái chìa khóa. Bao nhiêu một giờ để em qua điêu linh anh ơi? Bao nhiêu một giờ em? Quán nét anh bán rẻ lắm, quán nét anh 5.000 một tiếng thôi. 5.000 một tiếng được rồi, chứ bán đắt quá ai vô chơi ủng hộ không? 5.000 một tiếng em, 5.000 một tiếng nha, Sunny ơi. Trời má, trong đây có một con quái. Con này cắn không? Ồ, không cắn mọi người ạ, không cắn, con này không cắn. Con này không cắn. Ồ, ok. Đù. Á, à, chuẩn bị có những pha gọi là gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy? Con gì kia vậy? Qua đây ngồi đúng không ta? Má, mình qua đây mình ngồi có đúng kịch bản không ta? À, bây giờ là cái ở trên đây phải không? Là mình phải đi qua đây. Ok. Ok, mình phải lên trên đây mọi người ạ. À. Ở đây có một cái tấm ván màn hình đây. À, Soka. Rồi, ok, được rồi. Xong rồi từ đây, nhảy lên đây, đó. Trời má, hình như con này nó cắn mọi người ơi. Hình như con này có cắn mọi người ơi. Má, chết bà rồi, bây giờ tới đây đi đâu nữa? Má, tới đây đi đâu nữa ta? Quay, tính nha. Bây giờ cái chìa khóa của chúng ta nó đang nằm ở bên đây. Đó là mình phải đi qua bên đây. Đi qua ngay chỗ này. Ok. Để coi chỗ này có chỗ nào lấy lên được không? Sàn màn hình không có. Má, chỉ có chỗ này là gần nhất thôi. Từ tôi nghĩ là sẽ có một cái tấm dán ở đó bắn qua bên đó mọi người ạ. Anh cắn lại nó luôn đi anh, mày thấy cái em có biết bài toán đó là tính toán tỷ lệ cơ thể không? Dạ đúng rồi, em tính toán tỷ lệ cơ thể của nó với anh đi. Em thấy nó có cân không? Tất nhiên là đéo cân rồi em. Nhảy qua đây. Ok. Mức số 1 cho quý vị. Mức số 1 cho quý vị. Nhớ giùm tôi nha, nhớ giùm bé gôi nha, mức số 1. Rồi, mức số 1 ở đây, ngồi vô. Nạp đạn. À, không phải mức số 1. Mức số 2 là bay thẳng ở bên kia. Hoặc là xuống dưới, không biết được. Đù, thiệt dời. Ê, con bài nhà nó dời. Trời má, con này nó cắn nha bay. Nãy tao tưởng đâu con này nó hiền. Không, này nó cắn nha bay. Nó cắn nha, con quỷ này nó cắn nha.
từ, đoạn này căng rồi, đoạn này hơi căng rồi, đoạn này hơi căng rồi. Phải toàn tính kỹ lưỡng lại nè. Đoạn này lên đây. Ok, bật cần gạt xoay. Rồi. Lên đây cũng không được, bởi vì lên trên đây thì chắc chắn là nó sẽ không tới. Vậy là mình phải tìm cách lên trên kia mọi người, mình phải tìm cách mình lên trên đây nè. Đúng rồi, tìm cách lên trên đây. Đúng rồi, tìm cách lên trên đây, mà để lên trên đây phải xuống đây. Ồ. Ồ. Rồi. Game nhiều âm thanh kinh dị quá, ám ảnh thật sự. Thì em kinh dị mà Sunny, em kinh dị mà em. Ồ, là mình phải lên trên đây nha mọi người. Mình phải lên trên đây. Xong mình đi từ từ lên trên. Vậy phải nhảy từ đây qua. Nói như đây qua được không ta? Quỷ đang ở dưới luôn á. Đèn sẵn đi, xuống mà gặp nó cái bắn luôn. Má đéo được rồi. Ồ, có một cái sàn tàng hình ở đây. À, rồi, trời ơi, nãy giờ tôi tưởng đâu không có cái sàn tàng hình ở bên đó. Rồi, hiểu. Hiểu vấn đề rồi, nó đi qua đây. Ngồi xuống. Đó. Rồi, trời đất ơi. Má ơi, cái vấn đề đơn giản vậy thôi mọi người. Để đơn giản vậy hả bay? Rồi, hai cái vấn đề đơn giản vậy thôi đó. Rồi ha, mất số máy đây, mất số 1. Ôi tôi chết rồi, hết bóng đèn rồi. Ô văn kê, 11 cái bóng đèn, được chưa? Ủa sao không tua được gian, mày đang coi livestream mày đòi tua, chắc tao quýnh mày quá. Ăn lại chim em ơi. Ok cho anh em, đủ thỏa mãn anh em chưa ạ? Đủ mãn nhãn chưa quý vị ơi? Ôi. What the fuck? Hello đú. Ok, bây giờ là sẽ tới cái đèn ở bên đây. Đây, bây giờ sẽ tới cái chìa khóa bên đây nha mọi người. Cái chìa khóa bên đây là nó đậy lại. Ok, chìa khóa bên đây là khi mà nó bật lên thì nó sẽ mở luôn cái đường cho cái con quỷ kia thoát ra. Nó mở đường cho con quỷ bên trong lòng thoát ra. Nên là mình phải cẩn thận mọi người ơi. Đoạn này cần lên trên không ta? Hình như cần lên trên đúng không? Cần lên trên đúng không? Đây là gạt cần cái này sai nè. Sai luôn nè. Đoạn này là đi lên mức số 1 trước. Đây mức số 1. Hello anh Go. Chào bạn Hoa Nguyễn nha. Âm thanh hay ghê, má âm thanh kinh dị vậy cứt. Hey, tại sao anh em lại bắt tôi chơi được game này nhỉ? Đây rồi. Đó, đúng cần gạt rồi em ơi, đúng cần gạt rồi. Yes sir. Yes sir. Má tuyệt vời. Trời, má game dễ quá mày. Game dễ dữ ta, má có game nào khó hơn không? Có cái game nào nó khó không mọi người comment cho tôi cái game mà nó khó xíu ơi. Má game này dễ quá mọi người ơi, game này thật sự là quá dễ luôn. Game này nó không có thể nào mà đánh bại được cái đầu óc IQ thiên tài của tôi, mọi người hiểu không? Má game này dễ quá. Rồi tao thấy là đi lên trên đây là con đường sai lầm rồi đó. Má thấy luôn là đi lên trên đây là con đường sai lầm rồi đó. Mình phải
không lên trên kia cũng sai lầm nha. Má đi đường nào cũng là đường sai lầm hết mấy ní. Từ từ, nhiều khi trên đây nó có bán ẩn. Ồ, má phải lên trên mày ơi, phải lên trên. Bước 1 nha, bước 1 nha. Ok, ok. Đó, rồi nha. Tiếp. Bình bọn. Rồi, mức 1 tiếp. Ơi, mức 2 chứ lộn. Rồi, ok. Chìa khóa nằm ở trên đây đúng không? Rồi, xong rồi, ôi mẹ cái chìa khóa tiếp theo. Ủa sao càng ngày game càng dễ vậy? Đù, ai càng ngày game càng dễ mày? Sao càng ngày game càng dễ hả? Bây giờ là bên khu này là mình chỉ còn đúng một cái chìa khóa ở bên đây nữa thôi. Là coi như xong luôn. Ok, ok, ok. Hướng nào, hướng bên đây. Tuyệt vời quá. Cứ gãy đi anh á, má game này dễ thiệt em ơi. Game này dễ quá em ơi. Với cái tầm của anh là phải hả, cho anh game nào mà nó khó hơn em à. Game này dễ ẹt à. Game này dễ quá anh em, dễ ha. Bây giờ thấy tôi chơi dễ không, quá dễ đúng không? Má game quả déo thật sự. Trời, khỉ à. Chết mẹ, hình như mấy con khỉ nó cắn mình đúng không? Ơi, má nó cắn nha. Dạ em xin cam đoan là nó cắn nha quý vị. Em xin cam đoan là con quỷ nó cắn nha. Nó cắn mạnh luôn á chứ không phải cắn nhẹ đâu ạ. Đi theo tao qua đây. Ok. Ok. Hình như mình cần lên mức số 2 luôn mọi người ơi. Ok, let's go. À, cái chìa khóa nằm đâu ta? Chìa khóa như trên đầu mình phải không? Không phải, bên đây. À, chìa khóa nằm bên đó. Thì phải cần đi qua bên đây. Máy mà hết bóng đèn rồi mày ơi. Sao hết bóng đèn rồi. Ok. Này lên một tầng phải không? Một tầng thôi. Ấy một tầng thôi bay. Không, qua đây được. Má ta nhảy qua đây được không ta? Phải đứng ở bên kia. Bắn qua đây. Ok. Ngựa đó, nhưng mà sao tôi thấy chỗ này nó cứ có khả năng nhảy qua được cái đéo nào nha. Được không? Hay là phải đi qua kia mọi người? Chỗ nào mọi người?
Con khỉ cười vô mặt anh đó. Nó sắp thua giờ nè. Anh đánh bại nó giờ nè, em nhìn đi. Chỗ nào mọi người? Bên kia đúng không? Mình đi qua bên kia mình bắn qua đây hay sao? Má mà chỗ này thấy có khả năng nhảy quá. Nhảy thử rồi biết anh hả? Nhảy thử hả? Má tụi bay kêu nhảy thử là chỉ có nhảy không được thôi. Nhảy được hả? Nhảy được đúng không? Má nhìn em kêu nhảy được nè. Ờ, từ từ nha, để tôi tìm cách tôi qua thử cái bên kia coi. Cái đường để đi qua bên kia thì má nó gian chung vãi cứt. Thời luôn, cái đường đi qua bên kia nó gian chung lắm. Má nó gian chung quái biều luôn á, thiệt á. Bây giờ anh em kêu nhảy thử đúng không? Mày ok, tôi nhảy thử nha. Má không biết nhảy được không nữa coi. Sợ quá ba. Má nhìn khỉ này sợ quá ba. Thiệt á, nhìn nó sợ thiệt á, chứ mà sợ giả đâu, má sợ thiệt á. Nó không được lên trên đây. Nó không được lên trên đây mọi người ạ. Ôi thôi. Má. Nó không lên nhưng mà tôi tự xuống tìm nó. Bái cứt. Chạy ra ngoài, chạy ra ngoài. Nhanh 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 nhanh. Ok. Ô, má bắt đầu tới cái đoạn quằn rồi nè. Bắt đầu tới cái đoạn quằn rồi nè. Nhảy được đúng không? Má nhiều anh em kêu nhảy được nè. Ok, để tôi lên tôi nhảy thử. Tôi tin anh em. Bé Ngô tin quý vị. Ok, bé Ngô tin quý vị nha. Bé Ngô tin quý vị nha. Rồi bây giờ là mình cần phải đây. Tiếp. Số 1. Mười rưỡi hả ba? Thôi. Má ơi, tham cái bóng đèn. Tao tham đúng cái bóng đèn thôi, tao tọt lọt xuống đây luôn à. Thiệt chứ, bé Go ơi, bé Go đừng có tham nữa nha bé Go. Nè má, trên đây có bóng đèn này không lụm, qua bên kia lụm. Rồi bây giờ mình lên một nấc thôi, lên một nấc thôi, lên một nấc thôi. Kết hợp nút chạy với nút nhảy và nút E. Là nhảy tới đâu mà phải spam nút E nữa ba. Là có thiệt là nhảy tới không anh em? Hay là anh em lừa tôi? Má tới không? Liều thì ăn được mảnh chìa khóa hả? Tôi hiểu rồi là mình sẽ nhảy qua đây xong mình spam nút E để mình ăn đúng không? Ồ. Má game này nó có cái chức năng mà nhảy mà kiểu tăng tốc không ta? Để tôi nhảy tôi tăng tốc lên. Vũ ở đây, đi vũ ở đây, đi vũ ở đây mọi người. Vũ ở đây nữa, vũ ở đây. Chứ quằn ghê luôn á. Má cái đoạn này nó hơi quằn nha mọi người. Rồi ok. Lên đây mày, mày lên đây. Ai cho mày lên mày lên. Cái game này nó hồi đạn hơi lâu nha. Má tôi hơi khó chịu cây súng này nha.
hơi khó chịu cái súng á. Lấy đà nhảy tăng tốc chắc vậy. Tôi từ từ để tôi test thử coi. Biết đâu chúng ta lại tìm được một cái chiếc lỗ bunny ở trong cái game này sao. Thử nha, tôi thử bunny trong game này thử coi nha. Game này tôi thấy là nó có hình như là hả? Hoài luôn ta. Hoài luôn á. Thôi bây giờ là mình sẽ tìm cách mình thử mình bunny qua bên kia. Xong rồi mình cũng thử là mình sẽ bấm nút E luôn. Nếu như mà qua được thì qua, còn không qua được thì mình cũng ăn cái miếng đó ha. Ừ, đó, chiến thuật là như vậy. Chiến thuật là như vậy, thực tế biết sao? Thực tế là té nha má. Giật mình. Fuck you. Shit. Ma, nó chạy nó lấy tôi mọi người à. Phải rồi, thật sợ vãi. Trời ơi. Anh phá đảo Danny đi mắt chưa em à. Anh chưa chơi game đó. Anh chưa chơi lại game đấy luôn á. Game đó như anh chơi được 2 lần hay sao á. 2 lần, 1 lần hay 2 lần ta. Không nhớ nữa. Trời má, phải spam phút E nha, phải spam nhanh nha mọi người. Phải spam nhanh nha, không spam nhanh không thấy được. Spam nhanh nút E nha mọi người, phải spam nhanh nút E nha, không spam nhanh không thấy được đâu. Bấm nhảy không tăng tốc mọi người à. Là có lấy được không? Thiệt là có lấy được không? Để tôi biết tôi liều nè. Má là thiệt là có lấy được không? Để tôi biết tôi liều anh em ơi. Đây không mà tôi biết là tôi đi đường khác luôn nè. Không nhưng mà chắc được đúng không? Ok. Tại vì hồi nãy thấy nó hiện lên nút E rồi. Hồi nãy thấy nó hiện lên nhảy qua là thấy nó hiện lên nút E rồi. Vậy là bây giờ mình cần nhảy qua thì mình spam nút E thôi là được. Ok, bây giờ là nhảy qua là spam nút E nha. Ok. Ui. Fuck bro. Why? Spam rồi đó. Từ hình như tôi spam không đủ nhanh. Phải spam nhanh mọi người, phải spam nhanh. Được không? Sao nhiều anh em kêu được nè. Lần cuối, lần này không được nữa, tôi đi đường khác. Lần này không được, tôi đi đường khác, ok chưa? Má, tại sao anh em lại giao gieo cho tôi hy vọng, sau đó anh em dập tắt nó mà các anh em bảo không như thế vậy? Ok, chuẩn bị spam với me nè. Má không được rồi, tôi đi đường khác đây. Oh shit. Ờ
ơi, má hồi nãy là tôi spam nút E bằng chích tôi lính luôn rồi đó, nhưng mà không được đó. Rồi giờ phải đi được mình nữa. Má giật mình thằng quỷ. Vẫn là qua đây, vẫn là qua đây, vẫn là qua đây để lên trên kia mọi người, vẫn là qua đây để lên trên kia. Anh nhảy sớm quá. Thôi bạn ơi, tôi chơi game bắt cua đủ lâu để tôi biết thế nào là canh tham và canh đà. Nó không sớm đâu, tới chỗ đó nhảy là vừa rồi, bạn ra trễ nên là bạn lọt dưới liền à. Trời ơi, tôi canh hết rồi. Nó chỉ được tới như đó thôi, nó nhảy qua không có được. Đoạn này nhảy qua không có được. Nên như đây là sai, nó dưới đây. Nhưng mà má tao hết bóng đèn rồi mày ơi. Không lẽ giờ chờ bóng đèn này spam ra để tao lấy cái bóng đèn ta. Má bây giờ nghèo bóng đèn tới mức đó luôn hả ta. Giờ tao phải chờ bóng đèn này spam ra để tao lấy cái bóng đèn. Mọi người ơi, tôi gỡ đó chứ. Giờ phải chờ bóng đèn thì mang ra để lấy cái bóng đèn. Ép không có ép. Lấy cái đó là phải bấm E. Trời, cái này game này nó không co chân lên nha mọi người. Game này nó không co chân lên nha, mà nhảy lên bấm ngồi cái là nó thụt người xuống chứ nó không co chân lên nha. Nó co chân lên là tôi nghĩ là sẽ nhảy được đó. Nó mà co chân lên thì nhảy được đó, nhưng mà cái game này nó không co chân lên. Nó có nhảy từ đây qua đó được không ta? Không, nhảy từ đây qua đó thì không được, nhưng mà chắc chắn nhảy từ ở cái đường ở trên thì chắc chắn là được. Đây, đường này. Ê, má hay đi lên trên luôn ta. Tôi nghĩ chắc lên trên luôn đi mọi người à. Lên ở trên cùng luôn đi. Fuck you! Đợi là hạnh phúc hả? Không thấy hạnh phúc đâu chứ má, lâu quá. Cái đếm gì vậy? Rồi. Cái là đoạn này phải tìm đường mọi người ơi. Má, cái bóng đèn cuối cùng mà sao thấy nó khó khăn dữ vậy ta? Trước mắt luôn á. Thôi tôi sẽ đi vô đây. Game này không có stamina nên mình đi vô đây mình vòng một vòng được. Ồ, khoảng cách nhảy của game này là đều nhau nha mọi người. Khoảng cách nhảy là đều nhau chứ nó không có tăng tốc nha. Game này không có cơ chế tăng tốc nha mọi người. Nó là khoảng cách nhảy đều nhau nha. Nhảy được đó hả? Má, anh em lại gieo tôi hy vọng nữa là sao vậy? Lại gieo hy vọng nữa là sao vậy? Ok, thôi nốt lần cuối nè. Má, thôi nốt lần cuối, thôi nốt lần cuối. Thôi nốt lần cuối, nốt lần cuối, nốt lần cuối. Nốt lần cuối. Má, anh em lại gieo tôi hy vọng rồi. Thề luôn á, anh em thiệt sự á. Quý vị thiệt sự luôn á, quý vị toàn gieo cho mấy cô hy vọng là sao vậy quý vị? Rồi ok. Qua được đúng không? Hứa là qua được đúng không? Được nha, để tôi coi coi. Ở đây mình nhảy xuống dưới đây. Ok. Thử đi qua đây. Ở đây mình sẽ có hai hướng. Ok. Rồi má, trên đây không có đường đi luôn.
là được. Con khỉ cười vô mặt tôi anh kìa, tôi biết chứ, tôi biết. I know it, but I cannot do anything. I cannot do anything, mặc dù tôi biết lão đang cười vô mặt tôi đó. Nói nhưng mà chịu rồi biết sao giờ mọi người. Nó đâu cười đúng mà. Bây giờ đang kiểu là má ngu á vậy á. Hứa luôn. Rồi vậy là mình lựa đi đường khác nha. Nãy giờ tao nghe lời mấy ông đi cái đường kia không được. Trời ơi. Biết sao không? Cái game của tụi nó lắc lắm. Nếu như mà game tôi mà nó mực mực thêm xíu á, mình chạy bên kia mình spam me thì được. Xua kèo là được, nếu như mà spam me là được. Nhưng mà cái căn bản là game kia, game này hiện tại mình đang chơi nó bị lắc quá, nên là spam me không có được. Bây giờ mình phải đi mức số 2 mọi người ạ. Đây, đi đầu này mức số 2 là ok, lên được tới trên. Đó. Má rồi, lên tới trên đây rồi làm cái quần què gì nữa. Bây giờ là chúng ta cần phải đi qua bên đây kia. Để đi qua đây thì cần cái quế gì nhỉ? Có cái sàn tàng hình đâu không? Bên kia có một cái sàn tàng hình nè. Bên kia có một cái sàn tàng hình. Ok. Gặp đây. Ui mẹ. Xem tí thì đi. Đây, ở đây có một sàn tàng hình. Sàn tàng hình chắc chắn là sẽ có đường đi nếu mà có sàn tàng hình. Như thế thì mình sẽ cái đường nhanh nhất là chỉ có cái đường nhảy qua đây để sờ bám he thôi. Nhưng mà má game mình lắc như này thì làm sao mà sờ bám he? Game mình lắc như này làm sao mà sờ bám he? Thiệt á. Lần cuối á. Má thật sự là rất là lắc, sao ta mà sờ bám he được? Cố lên anh, nhảy được mà. Cố lắm rồi em ơi, nhưng mà game nó đéo cho phép em à. Game này nó lắc quá. Ok. Ở đó mình đâu cần lên trên kia đâu. Mình lên trên đây được luôn mà. Hả? Mình lên thẳng đây được mà. Thế mai này giờ tôi làm gì đó ta? Bây giờ đi qua bên kia chỗ lâu vậy à? Rồi ok, bây giờ mình thử để chuột ngang xong mình sẽ ba me thử nha. Không có được. Trời ơi. Má. Ai? Tao nhức cái đầu rồi đó. Thế bắt đầu nhức cái đầu rồi đó. Bây giờ nằm bên kia thì mình cần phải lượn qua bên đây. Mà để qua được bên đây thì một là nhảy chỗ này, mà nãy chỗ này mình nhảy rồi, không có được. Vậy thì bây giờ là chúng ta chỉ còn một đường thôi, là phải dùng cái máy bắn, hình như là máy bắn trên kia. Để lên được máy bắn trên đây á, là chúng ta phải lên được ở trên đây. Máy bắn nào bên kia không? Không có cái máy bắn nào bên kia hết thì làm sao mà lên được trên đây? Thế nếu nào lên được trên đây nhỉ? Có một cái sàn tàng hình bên đây. Yeah.
Nhưng mà cái sàn màn hình bên đây thì nó cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Bởi vì mình lên được trên kia thì nó cũng chả để đi đâu. Bây giờ làm sao để lên được trên đây đây này? Chỗ này, từ đây qua. Để qua được bên đây thì mình sẽ cần cái sàn bên đây. Để qua được cái sàn bên đây thì chúng ta cần phải lên cái sàn này. À, để lên được cái sàn này thì mình phải có một cái máy bắn nó đối diện với cái sàn này. Có đối diện cái sàn này có máy bắn nào không? Đéo có máy bắn nào luôn, tuyệt vời. Má. Không có một cái máy bắn nào ở đây. Tiệt nhà của bà nó dời. Vậy là bây giờ chỉ có nước là chúng ta nhảy từ đây qua bên đây. Chỉ có nước đó thôi, nhưng mà hồi nãy mình nhảy thử thì nó lại bị kẹt. Shit. Thiệt là quải đạn thì chứ. Thiệt là quải đạn thiệt. Còn dễ nữa không anh nữa? À, không hết dễ em ơi, anh hết gáy được rồi. Hết gáy nha, hết gáy nha, tắt gáy, tắt gáy, tắt gáy. Từ từ, đoạn này là... Phải qua đây cơ, phải qua đây. Đi lên trên đây. Trời ơi. À, lẽ phải đi qua bên kia thiệt ta? Mau lại phải đi qua bên kia thiệt hả ta? Hết đèn. Trời ơi quá hết đèn. Giờ phải đi qua kia thật à? Má đi một vòng qua bên kia thì lại thiếu thấy cái đường nào để đi. Để ăn cái này. Những cái đường này thì bây giờ mình đang bị lắc, mình sợ ba me không có được. Để lên được trên kia mình hay đi cái đường này. Đi cái đường bên kia được mà. Ưng nhè, từ từ. Tính lại. Mình còn một cái đường ở trên đầu nữa. Đúng. Mình đi cái đường ở trên đầu đó mình qua được. Yes. Trời, má được, tôi tìm thấy hướng giải quyết rồi mọi người ơi. Đây cái đường trên đầu này. Cái đống trên đầu này nè, đó ngay cái tâm này thấy không? Đi cái đường này. Để đi được cái đường này thì mình cần phải đi từ bên đây. Để đi lên trên đây thì cần cái tấm dáng này, cần tấm dáng này thì phải đi từ bên đây. Để lên được chỗ đó thì chúng ta phải đi qua bên kia. Shit. Má cái game thiệt chứ. Sao bao nhiêu đoạn mà chúng ta không khuất phục mà cái đoạn này chúng ta lại bị thua là sao? Tại sao tới cái đoạn này lại bị bí là sao cô? Má bao nhiêu đoạn từ nãy đến giờ chơi mượt mà. Bao nhiêu đoạn từ nãy đến giờ chơi mượt như cứt em bé, tới đoạn này bị bí là sao vậy? Ơi! Giật hết cả mình. Má con khỉ này. Ban đầu mà tôi chịu đi trên đầu là kết quả của bé nó sẽ khác rồi đó. Có vẻ sẽ không mệt mỏi như vậy đó mọi người. Má ban đầu nghe lời mấy ông kêu qua được. Thì coi như là chắc là cũng qua được đi. Nhưng mà căn bản là nếu như mà không coi người khác mà ví dụ như mà ta qua được thì do mấy người ta không có lắc. Má mấy tôi lắc phải cứt nên qua đéo được mọi người ạ. Mấy tôi nó bị lắc á, đâm ra là qua nó bị khựng á, nó không có bấm spam e được. Bây giờ nè, mình phải qua được bên đây đó. Qua được bên đây thì mới đi lên trên kia được, mà bây giờ để qua được bên đây á thì mình phải được bắn qua bên đây. Đây à, cái hướng hồi nãy đúng rồi. Từ cái này. Đây, mình đứng sát mép này. Đó. Nhà mình hay vừa đứng, mình hay đứng hoặc là ngồi mà. Dạ, soka. Ok. Tới cái này. Rồi, số 3, ngồi. Thank you.
liền phát. Mọi người ơi, bước số 3. Bước số 3 đứng, bước số 3 đứng, bước số 3 đứng, bước số 3 đứng mọi người ơi, bước số 3 đứng. Holy fuck. Trời má. Một kỹ năng mới của tựa game này. Ok, chúng ta lại có thêm một kỹ năng mới rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi, 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 tôi biết cách xử lý cái đoạn này rồi. Má biết cách xử lý cái đoạn này rồi. Thiệt luôn á. Thiệt sự luôn á. Thiệt sự luôn á mọi người. Anh để phần 2 đi em mệt luôn. À bạn nào mệt các bạn đi ngủ đi. Các bạn có thể mai các bạn coi lại cũng được. Các bạn mệt các bạn đi ngủ đi, mai coi lại cũng được. Tại vì mình để phát lại livestream mà. Livestream các bạn thấy còn ngồi coi lại. Được không các bạn? Mai không sao, không sao, không sao, không sao, không sao. Đây, rô biết cách qua đoạn này rồi. Rồi, cho bé rô thẳng qua bên đây luôn đi ạ. Dạ rồi, bé rô cảm ơn ạ. Oh, rô. Từ. À, đừng có nói có kỹ năng nhảy xéo nữa nha. Đừng có nói là có kỹ năng nhảy xéo nữa nha bay. Nó lên nè, nó lên nè. Đó, 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 đúng, đúng, đúng. Đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Bấm, bấm sớm hơn xíu nữa, bấm sớm hơn xíu nữa là được. Bấm nhảy sớm hơn xíu là được. Lên đi ạ. À. Trời ơi. Hơi tuyệt vọng rồi nha. Hơi tuyệt vọng rồi đó. Hết đèn rồi lần cuối nè. Shit bro. Ma vậy xa quá rồi. Holy fuck. Cảm ơn bạn Oh My God đã donate cho mình một bông hồng. À, cảm ơn bạn Thanh đây. Trời ơi, cảm ơn em đã ủng hộ cho công ty bé nhỏ của tôi má. Xa quá rồi bé lâu ơi. Này, 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 lên được, lên được, lên được, lên được, lên được. Nhưng mà phải canh, phải canh, phải canh mọi người, phải canh đủ đà, đủ lực. Đủ đà, đủ lực mới lên được. À, lần đầu tiên tôi bị một cái tựa game bắt cua làm khó. À, lần đầu tiên bị một cái tựa game có bắt cua làm khó luôn. Chứ... nào thùng đúng dấu luôn ha. Ok rồi tiếp rồi, tầm này không xa đâu em ơi, tầm này không xa nữa đâu nha, tầm này không xa nữa đâu. Xa quá, xa quá má, tầm này vẫn xa rồi. Ngựa nữa chứ. Má xa quá anh em ạ. À. Cho tôi thấy kỹ là tôi phải nên đi qua đây để tôi thử một pha nhảy kéo nha. Không biết thử nhảy xéo được không ta? Ừ nhảy xéo chắc chắn là đéo được rồi. Tôi chắc chắn là nhảy xéo thì không được rồi. À không, từ từ thử nha, thử này nha, thử này nha. Thank you.
được một lần rồi sẽ có lần hai. Ok chưa, mình lên được một lần rồi sẽ có lần hai. Lên được. Con mẹ nó uy tín luôn. Đậu xanh. Má, làm vậy mày làm được hả cô? Mày làm vậy mày coi được hả cô? Mày làm vậy mày làm được không? Đó nào, lên nào, lên nào, lên nào. Rồi, ok, let's go. Tôi nói rồi, làm được một lần là sẽ có lần hai. Ok chưa? Được rồi. Má anh em từ từ, đoạn này căng thẳng nè. Đoạn này là đoạn quan trọng nè. À không. À ừ, đoạn này đoạn quan trọng nè. Mức 1 hay mức 2 mọi người? Mức 1 hay mức 2 hay mức 1 phần 5? 1 phần 5 là sẽ ở giữa. Ở giữa 1 và 2. Mọi người chọn đi, mọi người chọn đi. Mức nào, 1 hay 2? 1 hay 2 để mình đi qua bên kia nè. Đó, mình qua bên kia. Má nó hơi thấp á. 1 hay 2 mọi người? 1.5 phải không? Thôi nhìn anh em kia tôi là 1.5. Một rồi. Mức 1 anh em ạ, mức 1. Mức 1 nha, mức 1 nha. Mức 1 nha, 1.5 không được nha mọi người. 1 nha mọi người, 1.5 không được nha. 1 nha, 1. 1 là qua luôn đó, 1 là vừa đủ để qua luôn đó. Dạ 1 là vừa đủ để qua luôn đó. Một là vừa đủ để qua nha mọi người, một là vừa đủ để qua đó. Đây, một là vừa đủ để qua luôn nha, một là vừa để qua nha, hứa, tin go, tin go. Tin go, tin go nha, tin go nha, một là vừa đủ để qua. Rồi nào, lên đi. Chết bà không tới rồi. Lên. Má bấm bấm nhảy sớm á mọi người, bấm nhảy sớm á. Vậy là một bấm nhảy trễ, hai là bấm nhảy sớm. Ok. Shit. Rồi. Lên. Ok. Má từ bây giờ mình lên tới trên là mình sẽ hết bóng đèn. Tại vì phải mình lụm hết rồi. À không, còn 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 còn. Còn máy bóng, mình còn máy bóng ở trên hay sao? Mình còn để máy bóng hay sao? Má ăn quỷ khỉ này. Là hụt, hai là hụt. Ừ, 1.5 hụt là hai là hụt. 1.5 hụt là hai chắc chắn hụt luôn, nên là mình phải đi con số 1. Số 1 là qua. Rồi bây giờ. Ê, mình qua được hai lần không, lẽ lần 3 mình qua không được ta? Má hơi vô lý mọi người, ta là quá tam ba bận mà đi lần thứ 3 mình qua không được thì hơi điêu nha. Ừ thì bởi vậy mới là quá tam ba bận nha. Trời ơi, đây đứng đây nha, đứng đây nha, xong mình cho mình nhảy nè. Woo! Rồi tuyệt vời. Ok lên. Rồi ok, một đúng không? Mọi người một đúng không? Mọi người một đúng không? Tôi tin anh em, tôi tin anh em. Tôi tin anh em một. Ngồi. Ừ, nên ngồi mọi người ạ. Má không nên ngồi. Không nên ngồi. Ngồi lên hàng đầu đứng. Không nên ngồi, không nên ngồi, nên đứng, nên đứng, nên đứng, nên đứng. Rồi, mức của chúng ta sẽ là mức 1. Qua, lần này qua, lần này tôi tin là qua. À, vậy là mức 2 nhưng mà ngồi. Đúng rồi, hồi nãy mình ngồi ở mức 1, mình đứng ở mức 1. Đây, mức 1.5 nhưng mà ngồi. Má hôm qua là sao vậy ta? Ủa hay là nó có một cái gì đó khác nữa mà mình chưa biết nha. Còn một cái đường nào đó khác nữa mà mình chưa biết ta. Tôi nghĩ là hình như nó còn một cái đường nào đó khác nữa mọi người. Hồi nãy một đứng rồi. Hồi nãy tôi ngồi một đứng thôi. Tôi làm một đứng. Một đứng thì nó bị dưới cái hàng rào mọi người. Một nhảy hả? Đúng không?
đúng không? Phải một nhảy không? Thử nha. Cũng có khả năng đó, cũng có khả năng là một nhảy đó mọi người, cũng có khả năng là một ở mức một nhưng mà mình bấm nhảy lên á. Khả năng đó. Má, cái đoạn này bao nhiêu phút rồi ta? Hình như nửa tiếng cái đoạn này rồi đó. Em lên đi ạ. Ấy bà rồi. À, đi nhầm rồi. Đèn đâu rồi, cho em xin bóng đèn với ạ. À, cái tiếng tinh là cái tiếng của game mọi người ạ. Trời ơi, vậy là mỗi lần mà mình tụ đủ lực nó sẽ tinh một cái là mình bắn được. Má nãy giờ tôi tưởng cái tiếng tinh là cái tiếng tinh nhắn của anh em ở trên TikTok chứ trời ơi. Đó, tinh một cái là bắn được ha, Đó, tinh cái là bắn được ha. Ấy, ui, vừa đúng chỗ luôn à. Rồi ok, từ nha. À, tôi thấy có một cái vấn đề là khi mà mình nó sẽ đập qua đây. Nó sẽ đập tấm ván qua đây. Đi qua đây nó sẽ có một tấm ván. Má, tấm ván này chắc chắn là nó sẽ không bắn qua bên chỗ nào khác mà nó bắn qua bên kia. Bắn qua cái tòa tháp này. Còn cái này bắn qua bên kia, chắc chắn là đéo phải rồi. Một nhảy đúng không? Đứng rìa tấm ván không được mọi người, Rồi một nhảy nè. Đù. Ê, một nhảy có khả năng nha. 1.5. 1.5, hình như hồi nãy mình đứng nó hơi qua 2 một xíu. Để bây giờ mình thử mình đứng lại 1.5 coi sao. Bây giờ thử đứng lại 1.5 coi. Giờ đứng là canh chuẩn 1.5 luôn nha mọi người. Đứng canh chuẩn 1.5 luôn. Mình phải nhảy lên một cái để cho nó bớt cái đà kiểu bay đi xa đi, mà nó chỉ bay cao thôi. Bớt cái đà bay xa đi, bay cao thôi. Nó bắt đầu quấn quấn rồi đó. Đợi tím vô kênh người ta ăn con người ta chơi hả? Từ mình đang mò đường, mình mò sắp ra rồi. Hoặc có thể là không. Ok. Bây giờ để đi lên trên kia. Không, không cần đi lên trên kia. À không, phải đi lên trên kia. Lên trên đây thì chắc là mức mức 1 trước đi. Mình đứng thử mức 1 trước ha. Không tới, vậy là mức 2. Tới luôn đi ạ. Ok, 1.5 nha mọi người, 1.5 nha mọi người. 1.5 nha. Bây giờ mình thử đứng 1.5, đứng đúng 1.5 luôn nha. Bây giờ là mình sẽ đứng đúng 1.5 luôn, mình không có đứng lệch đi đâu hết. 1.5 là đúng 1.5. Ha. À. Đây, vạch số 1 nè. Lên xíu. Đó, ok nha. Ừ, vậy là phải có sự hỗ trợ của cái việc nhảy đó mọi người. Ôi, vậy là phải có sự hỗ trợ của việc nhảy rồi. Bim. Má, không lẽ giờ tôi thử lại cái nhảy qua để spam e ta. Không lẽ giờ tôi phải thử lại trời. Biết đâu giờ mình thử lại cái xong rồi cái tự nhiên máy mình hết lắc sao. 1.5 không qua được mọi người ơi, 1.5 không qua được, 1.5 không qua được. Khả năng cao tôi sẽ thử lại cái spam e chứ má này, nó lấy quá. Tôi nghĩ là xong đoạn này là mình offline luôn được đó mọi người, chia hai phần thôi. Chứ má lâu quá. Để anh em đi ngủ, mai anh em đi học nữa. Từ nếu như mà muốn spam me thì mình sẽ chỉnh đồ họa lên xíu medium. Ok, medium FOV giảm còn 90 thôi. Áp lồ. Ok, má,
tao chỉnh lên medium nó không thấy cái gì luôn ba. Tao chỉnh lên medium nó không còn thấy cái gì để lút luôn ba. Tao chỉnh lên medium không thấy cái gì để lút luôn á. Ê! Con khỉ mà mày. Mê cho tao ghét con khỉ đi quá ta. Bây giờ tao bắt đầu tao thấy ghét con khỉ này rồi đó. Bắt đầu thấy ghét con khỉ này rồi đó nha. Bắt đầu là chuẩn bị lôi phụ huynh ra combat rồi đó. À, tao nên lôi phụ huynh khỉ ra combat không trời. Ok, mình vừa mới giảm cái FOV nè mọi người. Thử coi dạ. Bây giờ mình thử tất cả mọi cách để mình lấy coi. Không được thì chắc chắn ép buộc mình phải up livestream tại ngay cái màn này rồi. Ở live bao lâu rồi ta? Hình như được 2 tiếng rồi đó. Tôi live từ 8 giờ rưỡi đúng không? Giờ là 11 giờ rồi. À, 2 tiếng rưỡi. Ok. Không được, sao ba mẹ không được. Rồi bây giờ thử không xà bam coi. Thử không xà bam coi, thử nó hiện lên rồi mới bấm coi. Bây giờ tôi sẽ thử nó hiện lên rồi bấm nha. Thử nó hiện cái nút E lên rồi bấm nha. À, tôi có thể tin vào khả năng tham minh của mình không đây? Tôi có thể tin vào khả năng tham minh của mình hay không đây? Nào, à, mỗi lần mà đi lại cái đoạn này là rung, rung. Cái tay nó rung khó chịu á. Qua đây nè, rồi ok bây giờ chờ hiện nút E là bấm nha. Được. F không phải E á. Ủa bình thường mình lấy là mình bấm nút E mà đâu phải F đâu. Bình thường tôi lấy là tôi bấm nút E mà đâu phải F đâu ba. F hả? F đúng không? F hè ép đúng không? Rồi ok, tin mọi người lần cuối nè, bây giờ mà không được nữa ấp luôn nè. Ép đúng không? Được với ba. À từ từ, hình như cái nút ép nó chưa, cái nút nó chưa hiện lên. À, tôi hỏi tin anh em không đây? Tôi hỏi tin anh em hay không đây? Tôi hỏi tin anh em không đây? Ép hay e? Mấy giờ rồi anh? 11 giờ rồi em. Ok. Từ để tao coi lại cái phần setting cái. Ủa cái setting này nó không có cần troll hả? F phải không? F phải không? F phải không? Ok, F nha. Từ bị lạc rồi. Con khỉ đứng như nó cho tao qua. Ok. F đúng không? Lần cuối nè, bây giờ là nó hiện lên cái chữ E. Cái chữ đó mà tôi bấm F không được là tôi out luôn nha. Hứa nha. Đúng không? Rồi giờ tin anh em một lần nè, ép đúng không? Rồi nhảy nè. Má chưa nhảy luôn. Tôi không biết mà tao không nhảy được luôn. Không anh ơi. Là ép, rốt cuộc là ép. Hồi nãy tôi nhớ tôi lấy là e mà. Sao anh em lại kêu ép? Ừ e mà sao lại ép? Nó không lừa tôi đúng không? Ép. Hết đèn luôn rồi nè, lần cuối nè. Nó hiện lên một thời gian xong rồi mình spam luôn mà vẫn không được đó mọi người. Thôi được rồi, thôi chắc off livestream tại đây thôi. Chúng ta sẽ để cái mảnh này ở tập 2 mọi người nhé. Cảm ơn em đã coi cái buổi livestream vô chi ngày hôm nay và hẹn gặp lại trong buổi livestream tiếp theo. Bye bye.